Chương 1320, để giải bá chủ tính toán. Lúc này, để giải bá chủ quỳ gối nơi đó, để rất nhiều người đều mắc choáng váng, chúa tể một phương, nói quỳ liền quỳ, đây quả thật là để cho người ta không thể tin được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút lý thất dạ sẽ đối mặt như thế nào. Đối với quỳ ở nơi đó để giải bá chủ, lý thất dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra, thật như thế sao? ta cũng biết Lý Huynh là không tin ta, để giải bá chủ là mười phần chân thành nói ra, người người đều nói năm nhi dưới gối có thiên kim. Nhưng là việc này mặc dù không phải ta hạ lệnh, nhưng đích thật là sai ở chỗ ta, chỉ bằng vào quỳ xuống hướng Lý Huynh thỉnh tội, chỉ sợ khó mà để Lý Huynh đừng giận, ta tự đoạn một tay, hướng Lý Huynh thỉnh tội. T một tiếng, để giải bá chủ lập tức kéo xuống cánh tay trái của mình, máu tươi phun ra máu me đầm địa cánh tay bị đế giải bá chủ kéo xuống về sau, đặt ở trên mặt bàn. Không biết Lý Huynh giải hận chưa? Kéo xuống cánh tay về sau, để giải bá chủ ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, mười phần chân thành nói với Lý Thất Dạ. Nhìn thấy đế giải bá chủ kéo xuống cánh tay của mình hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội. Cái này khiến không ít người giật nảy cả mình, mười phần ngoài ý muốn nhìn lấy đế giải bá chủ. Mặc dù nói, tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định về sau có thể tái tạo thân thể nhưng là tái tạo thân thể là cần trả giá thật lớn là cần hao tổn thọ huyết cường đại tới đâu tu sĩ đều sẽ yêu quý thân thể của mình huống chi đối với một tôn cường giả tới nói tây cục là một cái vô cùng nhục nhã nếu là bị địch nhân tây cục thậm chí có người coi như là thù không đội trời chung nhìn thấy đế giải bá chủ đầu tiên là quỳ trên mặt đất nhận tội hiện tại lại kéo xuống cánh tay của mình hướng lý thất giả thỉnh cầu tha thứ cái này khiến một số người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động chẳng lẽ nói việc này thật là cùng để giải bá chủ không quan hệ thật là quản gia của hắn vì cầm tới phong phú vô cùng treo giải thưởng mà giả truyền tướng lệnh mặc dù có một ít trong lòng người sinh ra dao động nhưng là hiểu rõ để giải bá chủ người chỉ là trong nội tâm nở nụ cười gằn bọn hắn được chứng kiến để giải bá chủ biến thái sự tình nơi nào có đơn giản như vậy nhìn thấy bị kéo xuống tới cánh tay lý thất dạ không khỏi cười cười nói ra nói như vậy ngươi thật không biết nếu như ta biết việc này vậy liền tuyệt đối sẽ không phát sinh ta đối lý huynh kính ngưỡng chính là như nước sông thao thao bất tuyệt ta xem lý huynh là huynh trưởng làm sao có thể làm ra như thế tán tận thiên lương sự tình đây để giải bá chủ mười phần chân thành lời thề son sắc nói ra như là ta có nửa câu là nói dối chính là trời đánh ngủ lôi đối với đế giải bá chủ lời thề son sắc lý thất già dạ chỉ là cười cười mà liễu như yên dung nhang bị mạng che lại không cách nào thấy được nàng thần thái bất quá hai tròng mắt của nàng bên trong lộ ra ý cười nếu như lý huynh không nguyện ý tin tưởng ta cái kia lý huynh ngươi liền vặn hạ đầu lâu của ta đế giải bá chủ lớn tiếng nói ra đã lý huynh cho là ta là phía sau màn hắc thủ cho là ta là hung thủ, như vậy, ngươi liền vặn hạ đầu lâu của ta, để ngươi vừa mất cừu hận trong lòng, đây cũng là cho Lý Huynh đã báo đại thù. Chỉ cần Lý Huynh ngươi có thể tiêu trừ cừu hận trong lòng, coi như ta chết đi, đó cũng là đáng giá. Để giải bá chủ nói duỗi dài cổ của mình. Để Lý Thất Dạ đến vặn đầu lâu của mình. Thật chẳng lẽ không phải hắn chỉ điểm. Nhìn thấy đế giải bá chủ trừ không phòng bị duỗi ra đầu lâu của mình, để một số trong nội tâm dao động tân khách cũng bắt đầu có chút tin tưởng đế giải bá chủ lời nói chỉ có thực sự hiểu rõ đế giải bá chủ sở tác sở viên người chỉ là nở nụ cười gằn cũng không nói gì nhìn lấy đế giải bá chủ bộ dáng lý thất dạ lộ ra nồng đầm tiếu dung qua một hồi lâu hắn liền nhàn nhạt cười nói ra đã ngươi nói như thế vậy ta cũng tin tưởng việc này không phải ngươi gây nên vậy chuyện này như vậy coi như thôi lý huynh khoan dung độ lượng đại nhân bất kể tiểu nhân chi tội cái này khiến ta cảm động đến rơi nước mắt bất kể nói thế nào việc này đều là lỗi của ta là ta ngự hạ không nghiêm bảo đảm vô phương ở đây đập cái khấu đầu hướng lý huynh xin lỗi để giải bá chủ vội nói mà lại để giải bá chủ nói đến đến làm được tại chỗ liền đông 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 hướng lý thất dạ dập đầu ba cái mà lại ba cái khấu đầu đều mười phần dùng sức để giải bá chủ dạng này cử chỉ để một số người cũng không khỏi tin tưởng hắn, đều cảm thấy đế giải bá chủ một lời nhất cử đều là tràn đầy chân thành. Khó khuất khó duỗi, lòng mang lan hổ, kẻ này không thành sự cũng khó khăn. Tại tân khách bên trong, có thế hệ trước cường giả nhìn thấy đế giải bá chủ sợ tác sở vi, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra. Mà một số người nhìn thấy lý thất già dạ vậy mà tin tưởng đế giải bá chủ, cũng không khỏi thấp giọng nói ra, lý thất già dạ mặc dù hung, nhưng là, vẫn là nộn một điểm kinh nghiệm còn thấp cái này sớm muộn ăn thiệt thòi phong ba mình qua lúc này để giải bá chủ để cho người ta bưng lên rượu ngon mình rót một chén nói ra tại dạng này thịnh yến phía trên đổ máu ánh sáng đây là có quét lý huynh nhã hứng ta tự phạt ba chén hướng lý huynh gửi lời chào nói hắn uống một hớp ba chén rượu ngon khi đế giải bá chủ uống ba chén rượu ngon về sau lúc này mới vì lý thất dạ cùng liễu như yên từng cái rót đầy Hắn cao hứng mà cười lấy nói ra, "Kính lý huynh cùng Liễu tông chủ, kính thiên địa tiên hiền, ta cũng ở đây trước chút lý huynh tương lai bước lên đỉnh cao, vấn đỉnh thiên mệnh." Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói hai lời, một ngụm đem rượu ngon uống, Liễu Như Yên cũng không nói lời nào, cũng đi theo đem rượu ngon uống. Để giải bá chủ lại một lần nữa vì bọn họ hai người rót đầy, lần nữa hướng Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên mời rượu, chân thành nói ra, "Lý huynh cùng Liễu tông chủ đến." khiến cho lần này Thịnh Yến càng là sinh huy. Ở đây, ta kính Lý Huynh cùng Liễu Tông chủ một chén. Cũng kính tất cả đến đây tham gia Thịnh Yến khách quý một chén. Mặc dù có không ít tân khách trong đội tâm không phải mười phần nguyện ý, nhưng cũng chỉ đành nâng chén kính tặng. Để giải bá chủ một hơi liên tiếp mời Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên mấy chén rượu, cuối cùng, Liễu Như Yên vội nói ra, ta có chút tử lực không thắng, đi về trước. Nói đứng lên. Nhưng là... Liễu Như Yên vừa đứng lên, liền đánh một cái lão đảo, lập tức ngã ngồi trên ghế, nạn kinh thanh nói ra, "Ta, ta huyết khí không kế." "Ngươi thế nào?" Lý Thất Dạ vừa hình, vội đứng lên dìu nàng, nhưng là, Lý Thất Dạ vừa đứng lên đến. Cũng là toàn thân bất lực, lập tức ngã ngồi trên ghế. "Trong rượu có độc." Lý Thất Dạ nghẹn ngào kêu to nói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Liễu Như Yên bộ dáng, rất nhiều tân khách giật nảy cả mình bọn hắn đều nhau nhau vận chuyển huyết khí, nhưng là bọn hắn đều phát hiện mình huyết khí thông suốt, toàn thân không việc gì, này mới khiến bọn hắn thở dài một hơi. là 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 ngươi bỏ xuống độc. Lý thất dạ này ngồi liệt tại trên ghế, hải nhiên chỉ để giải bá chủ vừa sợ vừa giận nói. tư 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 thanh âm vang lên, lúc này để giải bá chủ cánh tay lại một lần nữa mọc ra hắn nhìn một chút ngồi liệt tại trên ghế lý thất dạ cùng liễu như yên không khỏi lộ ra đắc ý tiếu dung họ lý coi như ngươi lại hung cũng có uống ta nước rửa chân thời điểm để giải bá chủ đắc ý cười nói ra lý thất dạ ngươi cường đại tới đâu thì thế nào đây còn không phải là có lật thuyền trong mương thời điểm không có khả năng trong rượu rõ ràng không có độc chúng ta làm sao lại trúng độc đâu liễu như yên cũng là hoa dung thất sắc nói để giải bá chủ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cười nói ra, không sai, trong rượu đích thật là không có độc, nếu như trong rượu có độc lời nói. Chỉ sợ là khó mà giấu giếm được cặp mắt của các ngươi, ta chỉ là tại trong rượu tăng thêm một chút xíu tà ám long long tiên mà thôi, tăng thêm long tiên rượu, đó là càng mỹ vị hơn, càng ngon miệng. Tà ám long long tiên là không có độc, nhưng là các ngươi ngồi cái ghế đều là lấy ám ảnh mộc làm ra thành ám ảnh mộc mộc hương vừa gặp phải tà ám long long tiên, liền sinh ra kịch độc, có thể làm cho tu sĩ huyết khí không kế, cử chỉ bất lực. Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ các ngươi là không nghĩ tới đi. Nói đến trong nhà, để giải bá chủ lên tiếng đắc ý cười ha hả. Tà ám long long tiên. Ám ảnh mộc. Nghe được đế giải bá chủ, rất nhiều người đều không khỏi giật nảy cả mình, tà ám long thiên linh giới là một loại rất cường đại hải quái, Tà ám long long tiên cùng ám ảnh mộc đây đều là cực kỳ trân quý đồ vật hai thứ đồ này muốn làm tới tay chỉ sợ là cần giá trên trời ngươi 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 mới vừa nói đều là giả lý thất dạ giật mình chỉ để giải bá chủ nói ra ngươi mới là hung thủ giết người ha ha a à, a à, không sai ta chính là hung thủ để giải bá chủ cất tiếng cười to nói ra quản gia chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi chỉ cần ta lộ mặt như ngươi loại này tâm cao khí ngạo người liền sẽ đến cho nên ta liền ở đây chờ ngươi mắc câu đối với các ngươi dạng này thiên tài tới nói đều là tự cho mình tài trí hơn người cho rằng quỳ xuống nhận lầm tự mình hại mình chịu tội đó là kỳ hổ thẹn lớn hổ thẹn bất quá con người của ta xưa nay không coi trọng dạng này hư danh chỉ cần có thể đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn ta cử động lần này vốn là nghĩ buông lỏng các ngươi đề phòng không nghĩ tới các ngươi vậy mà thoáng cái tin tưởng ta đây càng là bớt đi ta rất nhiều công phu nhất cử đem các ngươi cầm xuống nói đến đây để giải bá chủ đắc ý vạn phần liễu như yên không khỏi lớn tiếng nói ra người trong thiên hạ đều ở đây trước mắt bao người người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn coi trời bằng vung để giải bá chủ cười to nói ra cái gì gọi là thiên hạ sai lầm lớn đây chỉ là qua là chúng ta cá nhân cừu hận mà thôi ân oán cá nhân mà thôi thiên hạ rất nhiều tu sĩ yêu quý thanh danh của mình nhưng là ta xưa nay không quan tâm người khác nói ta là cái gì nói ta là tiểu nhân cũng tốt nói ta là tên điên cũng được ta đều không để ý coi như người trong thiên hạ biết ta dùng hèn hạ vô sĩ thủ đoạn giết các ngươi vậy thì thế nào coi như người trong thiên hạ mắng ta vô sĩ ta cũng giống vậy không quan tâm để giải bá chủ cùng tiếu nói huống gì người trong thiên hạ biết ta giết lý thất dạ, thấy ta đem hắn tra tấn mà chết, như vậy, đầy đối với ta tới nói, càng là một kiện có thành tựu sự tình, người trong thiên hạ nhìn ta thế nào giết chết ta con mồi thời điểm, đầy đối với ta tới nói, là mười phần hưởng thụ sự tình. Nói đến đây, để giải bá chủ hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 1321, khô lâu quân đoàn. Nghe được đế giải bá chủ, rất nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đối với tu sĩ tới nói, sinh tử sát phạt, đây là thường gặp sự tình. Mặc dù trong tu sĩ có rất nhiều người xấu, cũng có rất nhiều tiểu nhân, nhưng khi đến cảnh giới nhất định, đều sẽ yêu quý thân phận của mình, đặc biệt là có địa vị cường giả, trong nội tâm là có một cổ ngạo khí. Quản chi là một tôn ma vương, khi hắn cường đại về sau, hắn cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn hạ lưu này. Bọn hắn càng ưa thích dùng trấn áp hoặc là độ sát thủ đoạn đi đối phó địch nhân của mình. Đối với loại này hạ độc thủ đoạn, cho tới nay rất ít tu sĩ sẽ dùng, hạ độc chuyện như vậy thậm chí so ám sát còn muốn hiếm thấy. Hiện tại để giải bá chủ vậy mà trước mặt người trong thiên hạ làm ra chuyện hèn hạ vô như vậy, mà lại hắn lấy chi làm ngạo, vì đó hưng phấn, cái này tại rất nhiều người xem ra là không thể tưởng tượng sự tình. Vừa rồi những cái kia tin tưởng đế giải bá chủ theo như lời nói tân khách, lúc này nhìn thấy đế giải bá chủ sợ tác sợ vi, cũng không khỏi vì đó nghẹn hồng nhìn trân trối, nội dung cốt truyện như thế nghịch chuyển, đây là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Người hiểu rõ đế giải bá chủ, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không ngoài ý muốn, chỉ là cười lạnh một tiếng, bởi vì bọn hắn đã từng thấy qua đế giải bá chủ làm qua không ít biến thái sự tình. Người không được quên chúng ta vô cấu tam tông đệ tử ngay tại bên ngoài liễu như yên trầm giọng nói để giải bá chủ cười ha hả nói ra liễu tông chủ cái này ngươi yên tâm chỉ cần ngươi trong tay ta các ngươi vô cấu tam tông đệ tử cũng không dám làm loạn lại nói ta chỉ cần lý thất dạ mạng chó cũng không nhất định muốn cùng liễu tông chủ là địch nếu như liễu tông chủ nguyện ý chờ ta giết lý thất dạ về sau có thể đưa ngươi rời đi Đương nhiên. Liễu tông chủ không nguyện ý, ta cũng không sợ, coi như các ngươi vô cấu Tam tông đệ tử hiện tại liền giết tiến đến cứu ngươi, ta cũng tự có thủ đoạn đối phó hắn. Để giải bá chủ âm trầm cười nói ra, "Bất quá, Liễu tông chủ, ngươi cần phải nghĩ đến cùng ta đối nghịch hậu quả." Hắc, hắc, nghe qua Liễu tông chủ vũ mị vô song. Như vậy, nếu Liễu tông chủ khăng khăng đi một mình, ta sẽ đem Liễu tông chủ ngươi bắt đi. Đến lúc đó ta sẽ để cho liễu tông chủ kiến thức một chút ta dạy dỗ thủ đoạn. Ta sẽ để cho ngươi trở thành ta nói gì nghe nấy tính nô, đến lúc kia, chỉ sợ ngươi sẽ nguyện ý ngoan ngoãn làm nữ nhân ta, mà vô cấu tam tông cũng là không lời nào để nói. Nói đến đây, để đế giải bá chủ lộ ra dâm tà ánh mắt, không khỏi cười như điên. Nghe được đế giải bá chủ, rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có người không khỏi lầm bầm nói ra, hắn thật sự là một cái biến thái, thật sự là một người điên sự tình gì cũng dám làm được đắc ý đủ chưa lúc này tê liệt trên ghế ngồi lý thất dạ vừa cười vừa nói ha ha đắc ý vừa mới bắt đầu đâu chờ một lát ta sẽ sợ sợ tra tấn ngươi để ngươi sống không bằng chết để giải bá chủ nói không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn ta cũng có điểm hy vọng có người có thể để cho ta sống không bằng chết đáng tiếc ta còn không có gặp được chỉ ít giống như ngươi sâu kiến còn chưa đủ tư cách này. Lý thất dạ nở nụ cười, nói, hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn. Giờ này khắc này, liễu như yên cũng ngồi ngay ngắn, cười khẽ nói ra, bằng ngươi vừa rồi cái này một lời nói, đầy đủ để cho ta vô cấu tam tông phát binh tiêu diệt các ngươi đế vương cốc, bất quá nha, ta tin tưởng, càng muốn diệt ngươi đế vương cốc không phải ta. Như vậy, ta liền lấy ngươi mạng chó đi. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Gặp Liễu Như Yên cùng Lý Thất Dạ lập tức ngồi thẳng người, một chút sự tình đều không có, cái này khiến đế giải bá chủ sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Liễu Như Yên cười khẽ nói ra, ta chơi độc thời điểm, ngươi còn không biết ở cái góc nào chơi buồn, loại này điêu trùng tiểu kỹ, ta bảy tuổi về sau liền đã không đùa, chỉ có như ngươi loại này xuẩn tài sẽ còn đối với mình loại này hạ lưu thủ đoạn dương dương tự đắc. Về phần Lý Thất Dạ, chỉ là nở nụ cười, hắn tu luyện chính là vô cấu thể. Loại độc này có thể hạ độc được hắn, đó mới gọi quái sự. Ngươi, các ngươi mới vừa rồi là giả vờ. Để giải bá chủ sắc mặt hết sức khó coi nói. Lý thất dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cùng ngươi diễn kịch mà thôi. Ta đây người thích nhất làm sự tình, coi như địch nhân đắc ý nhất thời điểm, khi hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, khi hắn tràn đầy tự tin thời điểm, một cước đem hắn đắc ý, hắn tự tin, hắn hy vọng lập tức toàn bộ giảm nát để hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị, để hắn nếm thử thất bại tư vị. Thế cục lại một lần nữa nghịch chuyển. Đây càng để rất nhiều người đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn lấy lý thất dạ cùng liễu như yên, rất nhiều người đều không nghĩ tới đây là lý thất dạ cùng liễu như yên giả vờ. Ở đây tân khách bên trong, chỉ có tóc đạo thiên thần là bình chân như vậy, tự hồ đối với hết thảy cũng không ngoài ý liệu, hắn chỉ là yên lặng uống rượu mà thôi. Đột nhiên, để giải bá chủ lập tức biến mất, khi hắn xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng trên một vách đá, âm trầm cười một tiếng, nói ra, họ lý, ta cũng không nghĩ tới có thể dùng độc vật lập tức bắt lại ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi đã đi tới nơi này, cái kia hết thảy như vậy đủ rồi. Oanh, 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 để giải bá chủ vừa dứt lời dưới, lý thất dạ chỗ đài cao hải vực trong nháy mắt vọt lên cột nước, mỗi một đạo cột nước đều trải qua gia trì cùng tế luyện, cột nước phụ văn lóe ra đáng sợ quan mang lui nhìn thấy dạng này một màn tóc đạo thiên thần quát khẽ một tiếng thuyền nhỏ như nộ tiễn trong nháy mắt thối lui ra khỏi chiến nhai cái khác tân khách cũng đều nhao nhao rút lui lập tức trong nháy mắt rời khỏi chiến nhai ở phía xa quan sát may mắn đến đây tham gia trận này thịnh yến tân khách đối với đế giải bá chủ tên biến thái này tâm ông lấy đề phòng bằng không bọn hắn đều tại trên đài cao ngồi xuống như vậy bọn hắn cũng sẽ rơi vào cái bẫy trước mắt Hoa, một tiếng vang lên, cục nước tựa như chống ra một cái cổ lão chiến trường, ngồi trên đài cao lý thất dạ cùng liễu như yên lập tức lâm vào bên trong chiến trường cổ xưa này. Cổ chiến trường nha. Lý thất dạ nhìn lấy ba quan nhộn nhạo cổ lão chiến trường không khỏi nở nụ cười, đương nhiên, bằng để giải bá chủ còn không có thực lực xây ra nó, đây là tổ tiên lưu lại cổ lão chiến trường. Họ lý, năm đó ta tổ tiên liền là ở đây một đồ ức vạn, một trận chiến lập xuống vạn cổ bất hủ thần uy hôm nay, các ngươi rơi vào cái này cổ lão chiến trường, nhất thời nửa khắc, các ngươi mơ tưởng từ bên trong đi tới. Để giải bá chủ lớn tiếng cùng tiếu nói. Đã rời khỏi chiến nhai tân khách nhìn thấy dạng này một màn, không ít người nhìn nhau một chút, trong nội tâm âm thầm may mắn, có người thậm chí là lau một vệt mồ hôi, lầm bầm nói ra, may mắn là tốc đạo thiên thần đến làm khách, tất cả mọi người không có ở trên đài cao ngồi xuống, bằng không mà nói, liền bị cái tên điên này vây ở trong chiến trường cổ này. Lý thất dạ ngay cả chiến trường cổ này đều chẳng muốn nhìn nhiều. Cười cười, nói ra, ngươi tổ tiên đế giải hải thần có thế ở chỗ này lập xuống vạn cổ bất hủ thần uy, đó là bởi vì thật sự là hắn là một cái khó lượng nhân vật, về phần ngươi nha, sâu kiến mà thôi. Trên thực tế, lý thất dạ căn bản không đem trước mắt dạng này cổ chiến trường để ở trong mắt, trước mắt cổ chiến trường này mặc dù là bị đế giải hải thần dùng qua, uy lực rất lớn, đáng tiếc, trải qua năm đó sau đại chiến, cổ chiến trường này uy lực giảm nhiều, mà lại toàn bộ cổ chiến trường trong chiến tranh năm đó hư hao cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi liền tận lực tranh đua miệng lưỡi đi. Chờ một lát, ngươi liền không có cơ hội này, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Để giải bá chủ lớn tiếng cuồng tiếu, nói hắn lấy ra một cái như ốc biển đồ vật. Ô, cái này ốc biển bị thổi lên, hải loa hạo tiếng vang triệt vùng biển này, ốc biển thanh âm hùng hậu nặng nề, Tại cái này hùng hậu nặng nề bên trong mang theo uy nghiêm cùng sát phạt. Để giải hải thần ốc biển. Nhìn thấy con ốc biển này, có một vị hải yêu đại hiền nhận ra lai lịch, giật mình nói ra. Soạt, soạt, soạt. Lúc này từng đợt tiếng nước vang lên, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Chảy xiết nước biển là bò lên cổ cổ xương khô, vô số cổ xương khô bò ra, nghe được tiếng ốc biển, toàn thân tản ra quang mang, cầm lên binh khí đã rỉ sét trong nháy mắt trận liệt ra từng nhánh chiến đội, mỗi một nhánh chiến đội phát tán phát ra lăng lệ sát phạt khí tức. Không hề nghi ngờ, dạng này khô cốt chiến đội, tại bọn hắn khi còn sống cũng có thể bá xưng cửu thiên thập địa cường đại quân đoàn. Đây là cái gì? Nhìn thấy từng nhánh xương khô chiến đội từ chiến nha dưới đáy biển bò lên, tản ra đáng sợ sát phạt khí tức, để cho người ta vừa nhìn liền biết là lâu lịch xa trường quân đoàn. Cái này khiến rất nhiều người giật nảy cả mình. Từng nhánh chiến đội từ đáy biển hạ bò lên, trong nháy mắt đem toàn bộ cổ chiến trường vây chật như nêm cối, vô số cổ khô cốt tạo thành chiến đội, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng có 10 vạn nhiều, cái này có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Nhìn lấy vô số cổ khô cốt toàn thân tản mát ra quang mang, cái kia đáng sợ sát phạt lăng lệ khí tức, để cho người ta không rét mà run, rất nhiều người nhìn thấy một màn này, cũng cảm giác mình bị người chết bao vây, giống như mình lâm vào tử thành. Đây là năm đó theo để giải hải thần chiến tử ở đây quân đoàn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có hải yêu vật nảy cả mình nói ra, để giải bá chủ là mượn hắn tổ tiên lưu lại hải loa lệnh đem bọn nó toàn bộ tỉnh lại. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều minh bạch để giải bá chủ thủ đoạn, để giải bá chủ là muốn tỉnh lại hắn tổ tiên để giải hải thần mai táng ở chỗ này quân đoàn xương khô đến vây công lý thất dạ. Thử nghĩ một chút, năm đó để giải hải thần quân đoàn là 10 phần cường đại, bọn hắn đại chiến ngàn vạn hải yêu, vì để giải bá chủ đặc vững không thể lay động địa vị. Hôm nay, để giải bá chủ dựa vào hắn tổ tiên lưu lại hải loa hào tỉnh lại chi này đã chết đi quân đoàn. Mượn âm binh đến chém giết Lý Thất Dạ, thủ đoạn như vậy cũng thật là điên rồi. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn một chút đem toàn bộ cổ lão chiến trường vây chật như nềm cối lâu lâu quân đoàn, hắn nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tổ tiên của các ngươi ra ngươi dạng này một cái bất hiếu tử tôn, nếu như bọn hắn dưới đất có biết, nhất định sẽ đứng lên đem ngươi diệt. Tổ tiên của các ngươi để giải Hải thần, đem chiến tử quân đoàn mai táng ở chỗ này, bố trí xuống đại trận che chở lấy bọn chúng âm linh, đây chẳng qua là hy vọng chúng nó có thể ở đây nghỉ ngơi, cái này cũng không thẹn với tại bọn hắn vì ngươi tổ tiên vô thượng bá nghiệp làm ra cống hiến. Mà ngươi hôm nay lại đem bọn hắn móc ra, vào hôm nay, bởi vì ngươi ngu xuẩn cử động, cái này sẽ để chúng nó muôn đời không được an bình. Lý thất già cười cười, nói ra. Chương 1322, cự giải thần trận. Để giải bá chủ cùng tiếu một tiếng, nói ra, được làm vua thua làm giặc, bớt cho ta thuyết giáo, ta chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi, chỉ cần có thể giết ngươi, coi như bọn chúng muôn đời không được an bình thì thế nào, bọn chúng chẳng qua là người chết, chẳng qua là khô lâu mà thôi, bọn chúng tồn tại, chính là phát huy bọn chúng sau cùng giá trị. Ô, lúc này, để giải bá chủ lại một lần nữa thổi lên ốc biển, để khô lâu đối lý thất dạ bọn hắn phát động tiến công, để giải bá chủ cùng tiếu nói ra, họ lý, chờ lấy chịu chết đi, những này khô lâu là rất khó giết chết. Bọn chúng sẽ đem ngươi tra tấn đến chết. Nói đến đây, hắn không khỏi cười như điên. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh vang lên, lúc này, toàn bộ khô lâu quân đoàn bước vào cổ chiến trường dưới khí thế áp chế toàn bộ cổ chiến trường đều lay động khí thế cường đại như vậy đều để người hoài nghi khi chúng nó bộc phát lực chiến đấu mạnh mẽ có hay không có thể đem toàn bộ cổ chiến trường đập vùng quân đoàn đã chết để giải bá chủ thật là quá tàn nhẫn đi hắn tổ tiên để giải hải thần vốn muốn cho vị hắn chiến tử quân đoàn an bình ở đây không nghĩ tới hôm nay lại bị đế giải bá chủ lợi dụng lên có người nhìn lấy 10 vạn quân đoàn muốn hướng nơi này tiến công, có người không khỏi thì thào nói. Đối mặt quân đoàn người chết, cũng không biết lý thất dạ dạng này hung nhân có thể hay không chống đỡ. Có không ít người ngừng thở nhìn lấy cổ lão chiến trường. Gặp quân đoàn người chết lấy áp chế tư thái bước vào cổ chiến trường, liễu như yên đứng lên, khẽ cười một tiếng. Nói ra, nên ta xuất thủ thời điểm. Không. Là ta xuất thủ thời điểm lý thất dạ nở nụ cười đứng lên ngăn lại liễu như yên hắn bước ra một bước ông một tiếng một cái to lớn vô cùng tử chương hiển hiện tử chương trong nháy mắt điên cuồng khuếch trương lập tức che mất toàn bộ cổ lão chiến trường tiếp lấy khuếch trương đến cái này hải vực tử chương trong nháy mắt lạc ấn dưới đáy biển lạc ấn vào cổ chiến trường oanh một tiếng lý thất dạ mở ra tử ấn tử khí trong nháy mắt như ngập trời nước biển phun ra ngoài tự như đại tai nạn tiến đến, tử khí như hồng thủy trong nháy mắt che thiên địa, tiếp theo, tử khí giống như là có sinh mệnh, từng sợi từng sợi tử khí trong nháy mắt chui vào vô số cổ khô lâu thể nội. Nhưng mà, hết thảy đều không có đình chỉ, in dấu xuống tới con dấu chính là ken thanh âm vang lên. Từng đầu nhỏ như sợi tóc pháp tắc từ tử chương hiển hiện, từng đầu pháp tắc trong nháy mắt đính lên vô số cổ khô lâu. Ngay lúc này, nghe được, ông, một tiếng, tử chương lại một lần nữa trở về lý thất dạ sau lưng, toàn bộ tử chương sau lưng lý thất dạ luân chuyển chìm nổi, trở nên quang mang chói mắt, bên trong mỗi một đầu pháp tắc đều tự như chế khống lấy sinh tử của một người, tự hồ, trong tử chương gánh chịu lấy ức vạn sinh mệnh, mà cái này ức vạn sinh linh sinh mệnh tự hồ hoàn toàn nắm giữ trong tay lý thất dạ. Lúc này rất nhiều người đều có thể nghe được bồng một tiếng, một bộ cổ khô lâu trong hốc mắt vậy mà đốt lên linh hồn chi hỏa, Hốc mắt của bọn chúng lập tức phát sáng lên, lóe ra huyết hồng quang mang. Khi tất cả khô lâu đốt lên linh hồn chi hỏa về sau, toàn bộ quân đoàn người chết lập tức ngừng, tiếp lấy nghe được chinh phạt tiếng vang lên, tất cả khô lâu dưới Lý Thất Dạ khống chế, lập tức xoay người sang chỗ khác, chính tề vô cùng. Tại thời khắc này, tất cả khô lâu làm thành Lý Thất Dạ một vòng, mà Lý Thất Dạ đây mới thật sự là chúa tể, hắn tự hồ thành một cái hắc ám quốc độ vô thượng quân vương xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên biến dị, tất cả mọi người giật nảy cả mình, có người bất khả tư nghị đem hai mắt trận trừng lên. Không có khả năng, nhìn thấy khô lâu quân đoàn không có công kích lý thất dạ, để giải bá chủ sắc mặt đại biến, lệ khiếu một tiếng. Để giải bá chủ lấy lại tinh thần, lập tức lần nữa thổi lên ốc biển, ô, ô, ô thanh âm vang lên, nhưng là, mặc kệ để giải bá chủ ốc biển như thế nào phát ra công kích hiệu lệnh, tất cả khô lâu đều không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù đế giải bá chủ cái này ốc biển chính là từ đế giải hải thần lưu lại. Có thể hiệu lệnh hắn đã từng chết đi quân đoàn, nhưng là, quy lực của nó cùng xuất từ tử thư tử chương cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa. Lý thất giả có được bàn bạc vô tận tử khí, hắn có được lô hỏa thuần thanh tử chương, như thế thực lực, đủ có thể khiến lý thất giả dễ như trở bàn tay khống chế trước mắt tất cả khô lâu quân đoàn ngươi biết ta vừa rồi nói vĩnh viễn không bao giờ an bình lời này là có ý gì sao lý thất dạ nhàn nhạt cười nói ra đó là bởi vì ngươi để chúng nó thành ta khôi lỗi để chúng nó vĩnh thế không được siêu sinh trong lúc nhất thời để giải bá chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lý thất dạ sẽ có thủ đoạn này đây là tà thuật sao nhìn thấy lý thất dạ trong nháy mắt đảo ngược lập tức khống chế toàn bộ khô lâu quân đoàn rất nhiều người đều một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình nói ra. "Tốt, họ Lý, ngươi thật sự là có bản lĩnh." Để giải bá chủ cùng tiếu nói ra, nhưng là thủ đoạn của ta là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nói xong, để giải bá chủ lại một lần nữa thổi lên ốc biển, ô ốc biển vang lên, nước biển trầm trầm vang. Hoa, hoa, hoa nước biển cuốn lên, sông thẳng lên bầu trời, ở thời điểm này trên bầu trời hiện lên hải thần phù văn, mỗi một cái hải thần phù văn tự như tinh thần sáng chói chói mắt, tự hồ là bọn chúng đốt sáng lên mỗi một cái ban đêm bầu trời đêm. Chi, một tiếng bén nhọn gọi tiếng vang vọng toàn bộ Long yêu hải, ở thời điểm này, tất cả nước biển trên bầu trời hóa thành một cái to lớn vô cùng đại trận, đại trận này hình thành về sau, đáng sợ hồng hoang khí tức tràn ngập thiên địa, cảm nhận được cổ này hồng hoang khí tức, tất cả mọi người run rẩy một chút, tự hồ. Đây là một đầu viễn cổ thời đại hồng hoang mạnh thú thức tỉnh. Giờ này khắc này, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng cự giải, cự giải từ nước biển ngưng tụ thành, từ hải thần phù văn làm khung xương, nó hai càng liền có vạn dặm dài, to lớn như vậy hai càng nền xuống, liền có thể đem đại địa đạp nát. Má ơi, đây là cái gì quỷ đồ vật nha? Nhìn thấy cảnh trên bầu trời, không biết bao nhiêu người nhìn cũng vì đó hai chân như nhũng ra. Cự giải thân trận, đây là để giải hải thần trong cuộc đời đắc ý nhất kiệt tác. Có một vị hoàng chủ hải nhiên quát to một tiếng. Biết cự giải thần trận người vừa nghe thấy lời ấy, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên, truyền thuyết, để giải hải thần bày ra cự giải thần trận cực kỳ linh hoạt, nó có thể căn cứ địch nhân tình huống mà tự mình di động tác chiến. Truyền ngôn nói, năm đó để giải hải thần ở đây một trận chiến ngàn vạn hải yêu, có nhất định trình độ bên trên là cái này cự giải thần trận phát huy không nhỏ uy lực. Họ lý, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, khi thần trận của phát động, ngươi chết không có chỗ chôn. Để giải bá chủ cùng tiếu nói. Lý thất giả liếc bầu trời một cái bên trên cự giải thần trận. Nở nụ cười, đối bên người liễu như yên nói ra, ngươi biết cự giải thần trận nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Tính linh hoạt quá mạnh, cái này khiến nó trấn thủ không được không gian, năm đó để giải hải thần lưu lại một đại trận này Vốn là che chở chết đi anh Linh Lý thất giả vừa dứt lời dưới Mười ngón xòe ra Vô cùng vô tận không gian đạo văn hiển hiện Mỗi một đầu không gian đạo văn đều là vô cùng dày đặc phức tạp Nó có làm cho không người nào có thể nhìn thấu huyền diệu Ông, một tiếng Lý thất giả hai tay chấp động lên quang mang Lúc này, theo Lý thất giả hai tay huy động Tất cả mọi người cảm nhận được không gian ba động Trong nháy mắt cổ lão đài chiến đấu, khô lâu quân đoàn, bầu trời cự giải thần trận, bọn chúng ba cái trong nháy mắt từ nơi này hải vực không gian bóc ra, bọn chúng một mình thành một cái không gian. Đây là cái gì, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, nhìn thấy cổ lão đài chiến đấu ba cái này hoàn toàn từ chủ không gian bóc ra, để cho người ta sinh ra một cái ảo giác. Đáng tiếc, nếu như cự giải thần trận linh động yếu một ít, nó trấn thủ uy lực liền rất lớn, muốn đem nó bóc ra, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng lý thất giả cười nói với liễu như yên không gian bát ly đây là không gian khống chế bí thuật một trong nó có thể đem một kiện đồ vật thậm chí là toàn bộ lĩnh vực đem nó từ chủ không gian tháo rời ra để nó mình ở vào trong một cái tiểu không gian ô thấy tình huống không ổn để giải bá chủ thổi lên ốc biển mệnh lệnh tại độc lập một cái không gian cự giải thần trận hướng lý thất giả công kích chờ chính là cái này thời điểm lý thất già gặp cự giải thần trận phát động công kích nở nụ cười tay phải huy động không gian trong nháy mắt để ở vào tiểu không gian cự giải thần trận cách ly tại chủ không gian bên ngoài không gian cách ly cái này có thể đem một cái tiểu không gian hoặc một cái lĩnh vực hoặc một người ngăn cách bởi chủ không gian bên ngoài một khi bị cách ly ra chủ không gian nếu như ngươi không đủ cường đại vậy liền vĩnh viễn giết không trở lại quản chi người này rõ ràng tại trước mắt ngươi nhưng trên thực tế nó cách ngươi rất xa xôi hắn là tại chủ không gian bên ngoài cùng ngươi cách xa nhau đến mười phần xa xôi oanh 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 trong lúc nhất thời cự giải thần trận đối chủ không gian phát động vô cùng mãnh liệt công kích mạnh mẽ đâm tới nó cái kia vạn dặm chi cự hai càng đánh nát sau trời thiên khung dưới công kích của nó tất cả mọi người chỗ chủ không gian đều lay động cảm giác tiếp tục như vậy nữa cự giải thần trận sẽ mang theo chính nó tiểu không gian cách ly bên ngoài giết vào chủ không gian mà lúc này, Lý Thất Dạ tay trái đè ép chủ không gian hư không, ở thời điểm này, vô cùng vô tận không gian đạo văn xen lẫn, ông, một tiếng vang lên, một cái rộng lớn vô cùng đạo môn bị mở ra, đạo môn bên trong có vô số không gian tọa độ hiển hiện, tự hồ cửu giới tọa độ đều tại cánh cửa này bên trong. Ken, một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất già dạ khóa lại một tọa độ, nghe được, soạt, một tiếng vang lên. Trong nháy mắt, cái này rộng lớn vô cùng đạo môn lập tức tại một chỗ khác mở ra Lúc này, một cái mười phần lớn sơn cốc xuất hiện tại mọi người trước mắt Cùng nói là sơn cốc, không bằng nói là một cái đại đảo Hòn đảo lớn này thành sơn cốc hình Toàn bộ đại đảo chính là thủy khí trùng thiên, khí thế bàn bạc bà. Chương 1323, Khống chế không gian Bất kể là ai nhìn thấy hòn đảo này, đều biết nó đã trải qua vô số gia trì, được đánh xuống kiên cố đạo cơ, khiến cho người ta khó mà trung chuyển. Đế vương cốc nhìn thấy trước mắt hòn đảo lớn này, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lúc này, một cái rộng lớn vô cùng không gian thông đạo từ chiến nhai thẳng đến đế vương cốc trên không, không gian thông đạo này trong suốt vô cùng, mười phần to lớn, quản chi là trăm vạn đại quân đồng thời xuất phát, đều có thể tiến lên. Không gian thông đạo Nhìn thấy trước mắt dạng này một màn, có thế hệ trước đại hiền giật mình nói ra, cái này sao có thể. Bình thường tới nói, không gian thông đạo chỉ có tiên đế cấp bậc đạo đài mới có thể mở ra, mà lại cần hải lượng tiên đế tinh bích mới có thể chèo chống. Tay không liền có thể mở ra không gian thông đạo, cái này, đây là chuyện không thể xảy ra. Không gian thông đạo, đây là so không gian truyền tống cao cấp hơn truyền tống chi pháp, tại tiên đế thời đại tiên đế liền là dùng không gian thông đạo đến truyền tống mình trăm vạn đại quân chiến chinh cửu thiên thập địa. So với không gian truyền tống đến, không gian thông đạo càng trực tiếp, càng ổn định, càng kéo dài, càng quan trọng hơn là Không gian thông đạo có thể truyền tống to lớn hơn vật phẩm hoặc quân đoàn Giống lý thất dạ như thế rộng lớn vô cùng không gian thông đạo, vậy đơn giản chính là có thể truyền tống bất kỳ vật gì Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, tại mình tiểu không gian bên trong cự giải thần trận rốt cục đánh nát cách ly, sát nhập vào chủ không gian. Ta chờ chính là lúc này. Lý thất dạ nhìn lấy cự giải thần trận dương nanh múa vuốt đánh tới, nở nụ cười, không gian đạo văn lưu chuyển. Cự giải thần trận chỗ tiểu không gian lập tức sáng lên. Ngay giữa thạch hỏa điện quang này. Lý thất dạ thi xuất, không gian na di. Trong nháy mắt đem bóc ra cự giải thần trận đưa vào không gian thông đạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vốn là dương nanh múa vuốt cự giải thần trận lập tức bị truyền tống đến đế vương cốc trên không. Ngươi muốn làm gì? Ngay lúc này, để giải bá chủ sắc mặt đại biến, lập tức biết không ổn, hắn vì đó hải nhiên, thổi lên ốc biển, muốn mệnh lệnh cự giải thần trận đình chỉ công kích. Nhưng là, lúc này cự giải thần trận chính là trên bầu trời đế vương cốc, chiến nhai cùng đế vương cốc trên lệch ức vạn dặm xa, căn bản là mệnh lệnh không được để giải bá chủ kinh hải. Muốn xông vào lý thất dạ không gian thông đạo, liễu như nhẹ nhàng cười một tiếng, chặn để giải bá chủ đường đi, cười mỉm nói ra, bây giờ muốn đi, đã quá muộn một chút. Giết nàng, để giải bá chủ quát chói tai một tiếng, mệnh lệnh bên người đệ tử, đồng thời. Trước người hắn toát ra mấy vị lão tổ, muốn ngăn trở liễu như yên. Oanh, 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 trời đất quay cuồng. Vào lúc này, đế vương cốc trên không đế giải thần trận phát động công kích, hướng phía dưới đế vương cốc lao xuống mà đến. Người nào tại đế vương cốc làm càng? Đột nhiên bị công kích, đế vương cốc có lão tổ cùng hống một tiếng. Trong nháy mắt, đế vương cốc hiện lên một tầng lại một tầng phòng ngự, từng cái cường giả phóng lên tận trời, muốn ngăn trở cự giải thần trận công kích. À, trong lúc nhất thời, kêu thảm chập trùng, phóng lên tận trời cường giả toàn bộ bị cự giải thần trận chém giết cự giải thần trận thế như chẻ tre, trong nháy mắt xông vào đế vương cốc. Oanh, 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 trong tiếng nổ vang, toàn bộ đế vương cốc lay động, cự giải thần trận tính linh hoạt đích thật là quá cường đại, nó tự như là một cái còn sống cự giải, trong đế vương cốc điên cuồng mạnh mẽ đâm tới, tại cự giải thần trận va chạm phía dưới. Từng tòa sơn phong băng diệt. Trong lúc nhất thời, đế vương cốc bên trong tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, đế vương cốc không ít cường giả chết thảm dưới cự giải thần trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rốt cục, khi cự giải thần trận trùng sát vào đế vương cốc chỗ sâu, cùng cùng vô cùng hải thần chi uy phóng lên tận trời, trong nháy mắt này, đế vương cốc chỗ sâu xông ra con thứ hai cự giải, con này cự giải hải thần chi uy bàn bạc vô tận, nó sau con vừa rồi cự giải còn cường đại hơn. Cái thứ hai cự giải thần trận, đây là đế vương cốc áp đáy hầm nội tình. Thông qua không gian thông đạo rất nhiều người nhìn thấy đế vương cốc vọt lên cự giải không khỏi thì thào nói nên phát động thế công thời điểm lý thất giả nở nụ cười tử chương sáng chói tử khí cuồn cuộn tiếp theo soạt thanh âm vang lên lúc này ở dưới đáy biển bò lên càng nhiều khô lâu trong lúc nhất thời vô số khô lâu xếp hàng có hơn trăm vạn mỗi một cổ khô lâu hốc mắt đều chớp động lên linh hồn chi hỏa trăm vạn khô lâu quân đoàn hiển hiện, hiện thoáng một cái làm cho cả hải vực bị tử khí che đậy. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt cái này trăm vạn khô lâu quân đoàn, lập tức toát ra nhiều như vậy khô lâu. Đây quả thực là một người chết quốc độ. Đây là năm đó chiến tử quân đoàn nha, từ hải loa hào chỗ lĩnh vực Long Hải yêu trăm vạn hải yêu chủng tộc quân đoàn. Bọn hắn chiến tử về sau, xương khô cũng một mực chôn sâu tại cái này đáy biển nha có một vị biết năm đó chiến tranh lão nhân nhìn thấy trước mắt cái này trăm vạn lâu khô quân đoàn, không khỏi rung lên một cái nói. Nên lên đường. Lý thất dạ nở nụ cười, xuất thủ đem trăm vạn quân đoàn từ không gian bát ly, sau đó lấy không gian na di đem tất cả khô lâu đưa vào không gian thông đạo, trong nháy mắt, tất cả quân đoàn được đưa đến đế vương cốc trên không. Oanh một tiếng, toàn bộ quân đoàn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt không hàng vào đế vương cốc. Dạng này một màn, thật sự là quá rung động, làm cho tất cả mọi người thấy đều hít một hơi lãnh khí, thử nghĩ một chút, đột nhiên có một ngày, trên đỉnh đầu ngươi đột nhiên không hàng hạ trăm vạn khô lâu quân đoàn, đó là đáng sợ cỡ nào sự tình. Trong lúc nhất thời, đế vương cốc các đệ tử đều bị dọa mộng, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. À, khi đế vương cốc đệ tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn liền đã gặp tàn khốc công kích, trong nháy mắt trăm vạn khô lâu quân đoàn chà đạp toàn bộ đế vương cốc bọn hắn tự như tử thần thu gặt lấy tất cả đế vương cốc đệ tử tính mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế vương cốc tiếng kêu trên liên hồi, máu tươi bắn ra, từng cái đầu phóng lên tận trời, từng cái đế vương cốc đệ tử ngã xuống. Giết, lúc này, đế vương cốc đệ tử không có lựa chọn khác, đều cuồng hống một tiếng, nên tiếp cái này khô lâu quân đoàn trùng sát mà đi, ở thời điểm này, bọn hắn đế vương cốc đã không có đường lui. Một màn trước mắt, để cho người ta mười phần rung động, chỉ sợ để giải hải thần khi còn tại thế đều không thể nghĩ đến sẽ có hôm nay đi năm đó đã từng vì hắn chiến tử quân đoàn đã từng bị hắn đánh bại địch nhân quân đoàn vào hôm nay lại lấy một loại khác phương thức đánh vào hắn đế vương cốc muốn hủy diệt truyền thừa của hắn giết đế giải bá chủ cùng hống lúc này hắn hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi bên cạnh hắn các đệ tử tất cả cường giả đều xuất thủ mấy vị đi theo bên hắn lão tổ cũng dùng hết toàn lực muốn vì đế giải bá chủ mở đường để đế giải bá chủ có thể giết trở lại đế vương cốc nhưng là mặc kệ đế vương cốc cường giả như thế nào liều mạng mặc kệ đế vương cốc mấy vị lão tổ như thế nào liều mình tương bác đều không thể công phá liễu như yên phòng tuyến liễu như yên một người canh giữ cửa ngõ chém giết một vòng lại một vòng trùng sát mà lên đế vương cốc cường giả liền là tại đế vương cốc mấy vị lão tổ tại liễu như yên cường thế áp chế dưới đều không chịu nổi Liễu như yên chẳng qua là tay không tất sắc mà thôi, lấy sức một mình áp chế để giải bá chủ bên người tất cả cường giả cùng mấy vị lão tổ từng vòng từng vòng cường công, mười phần bá đạo. Ông, một tiếng, ngay tại mấy vị lão tổ tế thọ huyết cường công thời điểm, liễu như yên thể phách sáng chói. Một cái đáng sợ lỗ đen mở ra, thôn vệ chư thiên thập địa. Thôn thiên ma thể. Đây là vô cấu tam tông tam đại tiên thể một trong, mà lại vô cấu tông có tam đại tiên thể thuật đều là rất là hoàn thiện, coi như so ra kém, thể thư, tiên thể thuật, cũng là cử thế vô song. Răng rắc, vỡ nát thanh âm vang lên, quản chi mấy vị này lão tổ tại lấy thọ huyết cùng tế, bọn hắn tế đàn thế công cũng lập tức vỡ nát, nhìn không được thôn thiên ma thể cường đại thế công, trong chớp mắt này, không chỉ là bọn hắn tế đang sụp đổ, mà lại toàn thân bọn họ đều lập tức chặt chân tay vỡ vụn liền là để giải bá chủ đều bị nghiền ép máu tươi chảy lên láng, nếu như không phải hắn chấp chưởng hải thần binh khí, tại dạng này tiên thể nghiền ép phía dưới cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy như thế dạng này một màn, tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí, liễu như yên cường đại, rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Để giải bá chủ thấy tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy đi. Ken kiếm ngân vang cửu thiên, một kiếm hoành đến, tiên thể áp thiên, đối mặt như thế bàn bạc vô địch một kiếm vị đó hải nhiên, trong tay hải thần chi binh đánh đi lên. Hắn đối mặt là đột nhiên xuất hiện trác kiếm thi, nàng tu luyện chính là thánh tuyền thể, thánh tuyền thể có thể làm cho huyết khí vô cùng vô tận, bàn bạc vô địch, bình thường nhất chiêu thức tại thánh tuyền thể bộc phát dưới, có thể bộc phát gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần uy lực. Để giải bá chủ trong tay hải thần chi binh cũng yên nguyên chống đỡ không nổi như thế hoành thiên một kiếm, tại chỗ liền bị đánh bay, nghe được khen một tiếng, đào tẩu đế giải bá chủ bị đính tại trên vách đá. Nhìn thấy vậy, chiến nhai bên ngoài rất nhiều người đều không khỏi trong nội tâm rung lên. Không chỉ là liễu như yên cường đại, trác kiếm thi cũng là cường đại. Coi như đế giải bá chủ bọn hắn loại này hải thần truyền thừa cường giả, cũng giống vậy không cách nào cùng các nàng tranh phong. Vô cấu tam tông, cho tới nay đều là cường đại như vậy. Mặc kệ là hải yêu, hay là mị linh, cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Một mực đến nay, vô cấu tam tông đều rất điệu thấp, tại thế hệ trẻ tuổi mà nói, trác kiếm thi cùng liễu như yên thanh danh kém xa và hải thiên tử, tốc đạo thiên thần, thất hải nữ võ thần như thế vang dội, nhưng là thực lực của các nàng cường đại. Không có chút nào cho hoài nghi. Lúc này, liễu như yên đến gần, nhìn lấy bị đính tại trên vách đá đế giải bá chủ, cười khẽ nói ra, ngươi là ưa thích dùng độc đúng không, vậy thì tốt, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là dùng độc thủ đoạn. Nếu như trác kiếm thi muốn giết đế giải bá chủ, đế giải bá chủ đã không có tính mạng, chỉ bất quá, lý thất dạ không có hạ lệnh, giữ lại hắn một cái mạng mà thôi. Lúc này, liễu như yên lấy ra một chi mảnh như tơ gai gỗ, nàng xuất thủ như thiểm điện, trong nháy mắt đâm vào đế giải bá chủ trong mi tâm. À, lập tức. Đế giải bá chủ hét thảm lên, coi như kẻ ngoan độc tàn nhẫn như hắn cũng chịu không được loại đau khổ này, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời. Chương 1324, tiếng đánh đế vương cốc. Ở thời điểm này, chuyện kinh khủng phát sinh, để giải bá chủ thân thể vậy mà giống hòa tan, mặc dù một đôi mắt vẫn còn, nhưng là thân thể lại là hòa tan đến biến thành một đoàn bùn loãng dáng vẻ càng kinh khủng chính là cái này hòa tan thân thể vậy mà sinh ra từng đầu sợi rễ tựa như cây cối từng đầu sợi rễ bám vào trên vách đá khiến đế giải bá chủ nhìn không ra người không ra quỷ mười phần kinh khủng đế giải bá chủ mặc dù thân thể hòa tan toàn thân sinh trưởng ra râu thịt nhưng là thần trí của hắn yên nguyên thanh tĩnh thậm chí hắn một đôi mắt có thể nhìn thấy thân thể của mình biến thành loại này không người không quỷ bộ dáng ngươi biết cái này kêu cái gì đọc sao Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, nói ra, cái này gọi lá rụng về cội, đây không chỉ là thân thể ngươi hòa tan, ngay cả ngươi chân mệnh đều bị hòa tan, nếu như ta không cho ngươi chết, ngươi sẽ giống một cái cây treo ở nơi này, dạng này không người không quỷ bộ dáng, có thể sống mấy trăm năm. Ngươi có gan giết ta? Để giải bá chủ cùng hống một tiếng, thanh âm của hắn mười phần thấp buồn bực, tự như là một gốc cây già dạ đang gầm thét. Sẽ, bất quá, khi đế vương cốc bị diệt thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng. Nói ra, chúng ta công tử gia sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt mình tạo nên cục diện, để vương cốc, bởi vì ngươi mà diệt, tổ tiên của các ngươi, bởi vì ngươi mà chết không nhắm mắt, các ngươi hải thần quân đoàn, bởi vì ngươi mà vĩnh viễn không bao giờ an bình. Đây chính là ngươi muốn thỏa mãn chính ngươi hậu quả. Trên thực tế, lúc này đế giải bá chủ đã là răng khóe mắt mắt nước, nghiến răng nghiến lợi nhưng là, cái này đã không thay đổi được cái gì. Lúc này, tại đế vương cốc, hai cái cự giải thần trận đánh thành một đoàn, cái thứ nhất cự giải thần trận chiếm hạ phong, bị đè lên đánh. Nhưng là, đồng dạng là cự giải thần trận. Cái thứ hai cự giải thần trận mặc dù so với cái thứ nhất cường đại hơn nhiều. Nhưng là, muốn tiêu diệt nó cũng không có dễ dàng như vậy. Hai cái thần trận tại đế vương cốc đánh nhau, hậu quả có thể tưởng tượng được, tự như là hai cái to lớn vô cùng cự giải xoay đánh thành một đoàn, đập vụn đế vương cốc rất nhiều sơn phong. Kích sập đế vương cốc rất nhiều phòng ngự đại trận. Lúc này, đế vương cốc tự như tận thế đến, trên bầu trời hai con cự giải thỉnh thoảng đánh xuống tới, mà trăm vạn khô lâu quân đoàn thế như trẻ tre. Sát nhập vào đế vương cốc chỗ sâu, thu gặt lấy đế vương cốc đệ tử tính mệnh, trong lúc nhất thời, đế vương cốc là huyết tẩy thành sông, thi cốt như núi coi như đế vương cốc tất cả lão tổ xuất thế. Đều không thể nghịch chuyển cục diện trước mắt, bọn hắn không chỉ muốn đối mặt bọn hắn tổ tiên để giải hải thần năm đó quân đoàn, còn muốn đối mặt với năm đó từ hải loa hào xây dựng trăm vạn hải yêu đại quân. Năm đó, tổ tiên bọn họ lấy chi này quân đoàn đánh bại tất cả hải yêu, cũng chém giết hải yêu trăm vạn quân đoàn, nhưng là, hôm nay, những này chết đi quân đoàn ngược lại đánh vào bọn hắn đế vương cốc. Oanh! Oanh! Quanh. ngay tại trăm vạn khô lâu quân đoàn đánh vào đế vương cốc chỗ sâu thời điểm đế vương cốc chỗ sâu nhất trốt cục vọt lên ức vạn trượng thần quang tại cái này ức vạn trượng thần quang bên trong hiện lên một cái cao lớn vô cùng cái bóng khi cái bóng này hiển hiện thời điểm hải thần khí tức phun ra ngoài trăm vạn dặm hải vực sinh linh cũng vì đó run rẩy vô số sinh linh cũng vì đó phục bái để giải hải thần từ không gian thông đạo nhìn lại nhìn thấy cái này cao lớn cái bóng không ít người thét lên nói. Là hải thần cơ nghiệp, không phải hải thần. Nhìn thấy cao lớn cái bóng. Có cường giả nói ra, trăm vạn khô lâu quân đoàn rốt cục trung chuyển đế vương cốc hải thần cơ nghiệp, cũng không biết có thể hay không chống đỡ. Ha ha, à, à, tiểu súc sinh, ta tổ tiên đánh xuống cơ nghiệp là không người có thể phá, ngươi liền làm nằm mơ ban ngày đi. Để giải bá chủ nhìn thấy thân ảnh cao lớn, không khỏi cùng tiếu nói. Đế vương cốc chính là hải thần truyền thừa, nằm đó để giải hải thần ở đây lập phái thời điểm, tại phiến thiên địa này phía dưới đặt xuống bất hủ hải thần cơ nghiệp, trấn thủ lấy toàn bộ đế vương cốc. Hôm nay, trăm vạn khô lâu quân đoàn đánh phía đế vương cốc. Rốt cục trung chuyển hải thần cơ nghiệp, bạo phát để giải hải thần chấp niệm. Oanh, lúc này, cái bóng ông theo hải thần chi uy, tướng ngược lấy thiên địa, lấy tuyệt thế tư thái trấn áp hướng trăm vạn khô lâu quân đoàn mà trăm vạn khô lâu quân đoàn không có kinh khủng không có sợ hãi bọn chúng giống như điên cuồng đối toàn bộ đế vương cốc hải thần cơ nghiệp phát động cường thế nhất trùng kích từng cái chiến trận hình thành phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh cốt sơn cốt hải trong lúc nhất thời giống như năm đó vô địch quân đoàn phục sinh điên cuồng đối hải thần cơ nghiệp phát động công kích nhưng là tại cao lớn cái bóng vô địch tư thái phía dưới cái này từng cái cường đại chiến trận cũng không kiên trì nổi một bộ cổ khô lâu vỡ nát trăm vạn khô lâu quân đoàn không cách nào công phá hải thần chấp niệm phòng tuyến hải thần liền là hải thần vĩnh viễn là chúng ta hải yêu vô địch chí tôn nhìn thấy dạng này một màn có không ít hải yêu vì đó kiêu ngạo tiểu súc sinh ngươi tính toán thất bại ngươi điêu trùng tiểu kỹ không cách nào cùng ta tổ tiên vô địch chi tư so sánh để giải bá chủ nhìn thấy dạng này một màn cuồng tiếu nói thanh âm của hắn ngột ngạt vô cùng Nhìn thấy cái này cao lớn cái bóng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt cười nói ra, hải thần chấp niệm mà thôi, nếu như nói là chấp trưởng có tiên đế chân khí tiên đế chấp niệm, còn có chút đáng xem, hải thần chấp niệm, không có tam xoa kích nơi tay, vậy cũng chỉ thường thôi. Ta chính là ưa thích đạp nát người khác hy vọng, ngươi nhìn ta là thế nào diệt đi các ngươi đế vương tốc. Lý Thất Dạ nói xong, tự mình xuất thủ, hắn bước vào không gian thông đạo, từ không gian thông đạo giáng lâm tại đế vương cốc trên không. Khi Lý Thất Giả dạ bước vào không gian thông đạo về sau, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi canh giữ ở không gian thông đạo trước đó. Ai muốn thông qua không gian thông đạo, vậy thì trước hết thông qua các nàng cửa này. Khi Lý Thất Giả dạ xuất hiện tại đế vương cốc trên không, đế vương cốc chỗ sau cái kia cao lớn cái bóng ánh mắt hướng Lý Thất Giả dạ quét tới, ánh mắt kia như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm, có thể dạo sát thế gian hết thảy. Nhưng là, cái này hai đạo ánh mắt còn không có quét đến Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ liền lập tức biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Tự Hồ, cái này Hải Thần chấp niệm cũng phát hiện vấn đề gì, cặp mắt của hắn lập tức phát sáng lên, mười phần sáng chói, tự như là hai vòng mặt trời chiếu sáng toàn bộ đế vương cốc bầu trời. Không hề nghi ngờ, cái này chấp niệm là đang tìm kiếm Lý Thất Dạ, ấn đạo lý tới nói, tại cường đại như thế chấp niệm tìm kiếm phía dưới, bất luận là thế nào bỏ chạy thủ pháp đều là không cách nào ẩn trốn mới đúng. Nhưng là, mặc kệ một đôi mắt này như thế nào bắn phá, như thế nào chiếu sáng, lý thất giả yên nguyên vô tung vô ảnh, căn bản là không cách nào phát hiện lý thất giả cái bóng. Điều đó không có khả năng, thông qua không gian thông đạo, nhìn thấy dạng này một mạng, liền xem như cường đại đại hiền cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Coi như hải thần chấp niệm kém xa hải thần bản thân cường đại. Nhưng, cái này chung quy là hải thần chấp niệm, nó nâng đỡ tại hải thần cơ nghiệp phía trên, cường đại đến cực đạo thần hoàng đều vô cùng kiên kỵ. Tại dạng này chấp niệm quét ngang phía dưới, thần hoàng cũng không có khả năng ẩn trốn nha. Vị này đại hiền cảm thấy bất khả tư nghị nói ra. Tuyệt ẩn không gian, đây là không thư tứ đại thuộc một trong, tại dạng này độn ẩn thủ đoạn phía dưới, đừng bảo là là hải thần chấp niệm, liền xem như hải thần đích thân tới, Đều chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy có chỗ phát hiện Tuyệt ẩn không gian, nó có thể ẩn nút Che đậy hết thảy, thậm chí có thể che đậy thương thiên Tại tuyệt ẩn không gian phía dưới, quản chi gần trong gan tất ngươi cũng vô pháp phát hiện Ngay tại rất nhiều người vì lý thất dạ động ẩn thủ đoạn mà rung động thời điểm Để vương cốc trốt cục có biến hóa Vào lúc này, để vương cốc chỗ không gian vậy mà bắt đầu bắt đầu mơ hồ Giống như cái không gian này muốn bắt đầu hòa tan đế vương cốc chỗ không gian bắt đầu bắt đầu mơ hồ, mà không gian chỗ hắn bối cảnh lại rõ ràng, giống như tại thời khắc này đế vương cốc không gian là muốn dính liền một cái nào đó không gian. Ngay lúc này, bắn phá tìm kiếm lý thất dạ hải thần chấp niệm rốt cục có phát hiện, ánh mắt như thần kiếm trong nháy mắt dảo sát mà đến. Phanh một tiếng, tại như thế dảo sát phía dưới, tuyệt ẩn không gian bại lộ, lý thất dạ xuất hiện trên không trung, hắn đứng ở nơi đó, chấp chưởng lấy không gian pháp tắc đã muộn. Ngay tại hải thần chấp niệm muốn đối lý thất dạ tay ra thời điểm, lý thất dạ lộ ra tiếu dung, vừa cười vừa nói. Oanh, 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 ở thời điểm này, từng đợt to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang vọng, toàn bộ lông yêu hải tự như muốn rung rẩy. Tại hải thần chấp niệm chặn đánh giết lý thất dạ thời điểm, đế vương cốc không gian bối cảnh lập tức rõ ràng, ở thời điểm này, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện ngay sau đế vương cốc đại tuyền qua, nhìn thấy cái này to lớn vô cùng vòng xoáy thời điểm, tất cả mọi người rung chân, liền xem như đại hiền đều sắc mặt nhăn trắng, hét lên một tiếng. Không có khả năng, đại tuyền qua làm sao lại xuất hiện tại Long Yêu Hải. Nhìn thấy đại tuyền qua đột nhiên xuất hiện, có người không khỏi thét lên nói. Lúc này, rất nhiều hải yêu đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Nếu như đại tuyền qua thật là xuất hiện tại Long Yêu Hải thời điểm, như vậy Long Yêu Hải tận thế đến, bọn hắn hải yêu tận thế cũng phải đến không đây không phải đại tuyền qua xuất hiện tại chúng ta long yêu hải là lý thất dạ đỡ tiếp hai cái không gian có một vị đại nhân vật sắc mặt đại biến nói ra đồng thời cũng không khỏi thở dài một hơi oanh một tiếng vang thật lớn tại thời khắc này hải thần chấp niệm đã bất lực đối phó lý thất dạ nó lập tức xoay người sang chỗ khác muốn đi đối kháng đại tuyền qua lực lượng răng rắc răng rắc răng rắc Từng đợt vỡ vụn thanh âm vang lên, mặc dù hải thần chấp niệm muốn trấn áp ở đế vương cốc không gian, nhưng là, cái này đã muộn, hải thần cơ nghiệp xuất hiện từng đầu vết nứt. Không gian bát tiếp, nên dạng này. Lý thất giả dạ nhìn thấy dạng này một màn, lộ ra tiếu dung, nói ra, đáng tiếc, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, nếu là hải thần cơ nghiệp bất động, yên nguyên trấn thủ toàn bộ đế vương cốc, ta cũng không có cách nào để đế vương cốc không gian cùng đại tuyền qua không gian dính liền không gian bát tiếp, cái này so không gian thông đạo cao cấp hơn một loại không gian truyền tống. Nó thuộc về không gian khống chế. Chương 1325, đồ diệt. Khác với không gian truyền tống và không gian thông đạo, không gian truyền tống cùng không gian thông đạo giống như là một cầu nối một chỗ sang một chỗ khác. Mà không gian chuyển tiếp không giống nó có thể dính liền hai cái không gian hết thảy, nói thí dụ như, nó có thể đem cái không gian này nước biển chảy ngược đến một không gian khác, đây cũng là không gian chuyển tiếp so với không gian truyền tống, không gian thông đạo cao cấp hơn địa phương. Lúc này, Lý Thất Dạ đem đế vương cốc không gian cùng đại tuyền qua không gian chuyển tiếp ở cùng nhau, dùng đại tuyền qua cường đại vô cùng lực lượng đi xé rách hải thần cơ nghiệp. Nếu như nói, ngay từ đầu hải thần cơ nghiệp bất động, nó một mực trấn thủ lấy đế vương cốc, Lý Thất Dạ muốn đem đế vương cốc không gian cùng đại tuyền qua không gian chuyển tiếp, đó là tương đối khó khăn, phải vận dụng rất nhiều thủ đoạn cùng tài nguyên. Nhưng là, tại trăm vạn khô lâu đại quân trung chuyển phía dưới, hải thần cơ nghiệp trốt cục bạo phát, hải thần cơ nghiệp tất cả hải thần lực ngưng tụ lên hải thần chấp niệm, cái này khiến hải thần chấp niệm đi phá hủy trăm vạn khô lâu quân đoàn. Nhưng mà, khi này, hải thần cơ nghiệp đối đế vương cốc không gian trấn thủ liền lập tức thư giãn đế vương cốc không gian đã mất đi hải thần cơ nghiệp trấn thủ, cái này khiến lý thất giả có thể thừa dịp, để hắn thuận lợi đem đế vương cốc không gian cùng đại tuyền qua không gian chuyển tiếp. Mà đại tuyền qua không gian là di chuyển bất động, cũng là chi phối không được, nó so đế vương cốc không gian không biết cường đại bao nhiêu vạn lần, như vậy, điều này sẽ đưa đến đại tuyền qua lực lượng chảy ngược vào đế vương cốc không gian. Phanh, một tiếng, trong thời gian ngắn ngủi, hải thần cơ nghiệp bị đại tuyền qua lực lượng xé rách đã mất đi hải thần cơ nghiệp dựa vào hải thần chấp niệm trong nháy mắt đã mất đi đại lượng hải thần lực lượng lập tức ảm đạm vô quan tại lần này liền xem như hải thần chấp niệm cũng che chở không được đế vương cốc trong nháy mắt toàn bộ đế vương cốc bị hút vào đại tuyền qua tại không gian này chuyển tiếp tình huống phía dưới tất cả mọi người thấy được toàn bộ đế vương cốc xuất hiện ở đại tuyền qua chủ không gian không nhìn thấy một màn này để giải bá chủ thê lương quát to một tiếng thanh âm của hắn một ngạt để cho người ta nghe được không rõ ràng răng rắc răng rắc răng rắc vỡ vụn thanh âm vang lên trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ đế vương cốc bị đại tuyền qua lực lượng phá tan thành từng mảnh hóa thành mảnh vỡ bị hút vào đại tuyền qua chỗ sâu nhất trong nháy mắt là hôi phi yên diệt phanh một tiếng vang lên khi đế vương cốc không gian theo đế vương cốc bị phá tan thành từng mảnh không gian chuyển tiếp cũng lập tức sụp đổ tiếp theo Đại tuyền qua từ tầm mắt của mọi người biến mất. Lúc này, vốn là đế vương cốc vị trí chính là hoàn toàn mờ mịt. Đế vương cốc hôi phi yên diệt, đế vương cốc chỗ không gian cũng vỡ vụn, nơi này chỉ để lại mênh mông hư không. Hết thảy tất cả thuộc về đến nguyên điểm. Từ hồ ở chỗ này hết thảy đều không có tồn tại qua, chưa từng có đế vương cốc, chưa từng có đế giải hải thần, nơi này hết thảy dấu vết đều bị xóa đi. Từ đó về sau đế vương cốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lý thất Dạ từ không gian thông đạo về tới chiến nhai. Sau đó tiện tay đóng lại không gian thông đạo, hắn đứng tại chiến nhai không trung, phong khinh vân đạm, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn đảo qua thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có thể nói, từ đầu đến cuối. Lý thất Dạ không có đối đế vương cốc động thủ. Hắn chỉ là khống chế không gian mà thôi, tại trăm vạn khô lâu quân đoàn phối hợp phía dưới, lý thất dạ chỉ cần thao túng không gian liền đem một cái đế vương cốc hôi phi yên diệt một vị hải thần truyền thừa nha không có tuyệt thế vô địch quét ngang không có đế binh tứ ngược chỉ là mười phần xảo diệu thao túng không gian cứ như vậy một cái hải thần truyền thừa từ đó biến mất chuyện như vậy bất kể là ai cẩn thận suy nghĩ một chút đều là mười phần kinh khủng đều không rét mà run không gian đây chính là không gian uy lực qua một hồi lâu Trầm mặt thật lâu sau đại nhân vật không khỏi lầm bầm nói ra, lý thất dạ là nắm giữ không gian. Tu luyện bất thế bí thuật Rất nhiều tu sĩ khó mà từ nơi này một màn lấy lại tinh thần, cho tới nay, tu sĩ liên quan công pháp, ngoài trừ thọ pháp, mệnh công bên ngoài, nói đến càng nhiều hơn chính là thức thuật. Về phần thức thuật, đối với tu sĩ mà nói, liên quan đến càng nhiều là công phạt, phong ngự, trấn áp loại này thủ đoạn, mặc dù cũng có thức thuật dính tới trục xuất, phong ấn nhưng là chân chính chiến trường chính phía trên giống trục xuất phong ấn thủ đoạn như vậy vẫn là hết sức ít dùng đến về phần chân chính không gian cấp bậc thủ đoạn đó là càng thêm hiếm thấy tu sĩ có thế tu luyện cũng không nhiều mà lại cho dù có tu sĩ là tu luyện không gian cấp bậc thức thuật cái kia tối đa cũng chẳng qua là râu ria không đáng kể mà thôi cũng không đem nó coi như là chủ tu công pháp lần này lý thất giả xuất thủ để cho người ta chân chính mở rộng tầm mắt để cho người ta chân chính thấy được không gian tầng thứ uy lực, thấy được không gian tầng thứ đáng sợ. Thậm chí có thể nói, một khi nắm giữ không gian tầng thứ, cái kia chính là có thể quét ngang hết thảy cường địch, hơn nữa còn có thể làm cho mình tùy thời tùy chỗ chỗ thân tại khu vực an toàn. Khống chế không gian. Cái này mang ý nghĩa nắm giữ thao túng chiến cuộc chân lý. Có người lấy lại tinh thần về sau, không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ lần này phô bày không gian thủ đoạn mười phần để cho người ta trung động, bất quá cũng làm cho người tiếc núi là ở phương diện này rất ít tu sĩ đi nghiên cứu giống không gian tầng thứ công pháp, mười phần thư thất Lý thất dạ sau khi trở về nhìn lấy treo ở trên vách đá đế giải bá chủ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra coi ta là con mồi ngươi đủ tư cách sao trong mắt ta ngươi cùng sâu kiến không sai biệt lắm Lý thất dạ nhàn nhạt cười cười nói ra trong mắt của ta ta đều chẳng muốn cùng một con kiến hôi đi so đo đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết tiếng thối thật đúng là cho là mình một con kiến có thế săn chân lông ta lần này không chỉ là muốn đem ngươi dạng này một con kiến hôi giết chết mà lại là đem tổ kiến lập tức bưng nói đến đây lý thất dạ dừng một chút nói ra ngươi biết tại sao không ta diệt ngươi bưng ngươi đế vương cốc không phải là bởi vì ngươi cùng là địch không phải là bởi vì ngươi bố bẫy rập đến ám sát ta mà là bởi vì ta cảm thấy ngươi buồn nôn, hưởng thụ săn giết con mồi khoái cảm, đi thỏa mãn ngươi biến thái tâm lý. Nếu như nói, ngươi là chính mình đi săn giết, dựa vào bản sự của mình đi đem con mồi giết sự tình, nói thật, ta vẫn là có chút bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng là, đường đường một cái hải thần hậu đại, cũng là dùng chút bẩn thiểu thủ đoàn, đi thỏa mãn chính ngươi biến thái dục vọng, đem toàn bộ đế vương cốc kéo xuống nước. Vậy thì tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi cho nên, ngươi chơi xong, để vương cốc cũng xong rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười gằn. Được làm vua thua làm giặc, không có chuyện gì để nói, muốn chém giết muốn tróc thịt, tùy các ngươi liền. Lúc này để giải bá chủ cũng là vạn niệm như bụi. Hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi cũng xứng được làm vua thua làm giặc cái này đủ lời nói. Lý thất giả dạ nở nụ cười gằn, nói ra, người giống như ngươi, liên xưng giặc tư cách đều không có, nhiều nhất liền là trong phố xá cái chủng loại kia hạ lưu ma cà bông mà thôi. Lý thất giả lời nói mười phần tàn khốc, bất quá, lúc này không có ai đi nghi vấn lý thất giả, hiện tại lý thất giả hoàn toàn có tư cách này nói lời như vậy. Huống chi, rất nhiều người đối đế giải bá chủ không chào đón, đối với đế giải bá chủ loại kia biến thái hành vi, trong nội tâm vì đó khinh thường, chỉ bất quá rất nhiều người kiên kỵ tại đế vương cốc thực lực. Không dám nói gì mà thôi. Hiện tại đế vương cốc diệt, để giải bá chủ cũng xong rồi, cái này khiến không ít người trong nội tâm âm thầm vỗ tay khen hay. Duy nhất để cho người ta đáng tiếc là, toàn bộ đế vương cốc xong, toàn bộ đế vương cốc hôi phi yên diệt. Phải biết, đây chính là hải thần truyền thừa nha, trong bảo khố của bọn hắn có giấu bao nhiêu bảo vật, trong đế vương cốc có trồng bao nhiêu thần thụ linh thảo, nếu như là có thể đánh hạ đế vương cốc, riêng là những tư nguyên này đều để rất nhiều người cả một đời hưởng chi không hết có gan liền giết ta để giải bá chủ lệ khiếu nói thanh âm của hắn ngột ngạt giết ngươi còn điếm ô tay của ta để ngươi sống đến bây giờ chẳng qua là muốn cho ngươi nhìn tận mắt đế vương cốc hủy diệt mà thôi lý thất dạ nở nụ cười nhìn lấy liễu như yên liễu như yên cười khẽ nói ra chỉ cần công tử gia cần có thể để hắn ở chỗ này tru lên mấy trăm năm mượn dụng hắn tới nói sống không bằng chết sau kiến mà thôi cũng đáng được để hắn tru lên mấy trăm năm qua hiển lộ rõ ràng ta tàn khốc sao. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Liễu như yên cười khẽ nói ra, nếu là như thế, vậy ta liền tiễn hắn một đoạn. Hắn cũng là nên lên đường thời điểm. Lúc này, để giải bá chủ cũng không dãy dụa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, để vương cốc bị diệt, hắn cũng chơi xong, coi như hắn sống sót, đó cũng là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, hắn là đế vương cốc tội nhân để giải bá chủ hoàn toàn tuyệt vọng đối với hắn mà nói tử vong đã không đáng sợ ngược lại đây là một loại giải thoát lúc này liễu như yên vẫy tay một cái một đạo gai gỗ bay ra đây chính là vừa rồi liễu như yên đâm vào để giải bá chủ mi tâm gai độc khi gai độc bị rút ra về sau vốn là giống cây cối cắm rễ tại trên vách đá để giải bá chủ toàn thân vậy mà bắt đầu bụi hóa lấy rất nhanh tốc độ chết già tiếp lấy toàn thân hắn hóa thành bột phấn phiêu tán tại trong biển, không có để lại chút nào dấu vết, đây chính là chân chính hôi phi yên diệt. Tự như loại độc dược này danh tự, lá rụng về cội, cuối cùng hóa thành quy về đại địa, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn lấy đế giải bá chủ hôi phi yên diệt, lý thất dạ xoay người rời đi, cũng không dừng lại thêm, cứ vậy rời đi chiến nhai. Ngay tại lý thất dạ xoay người sang chỗ khác trong, một đạo hàng mang đột nhiên bắn ra, đạo này hàng mang bắn ra địa phương chính là vừa rồi để giải bá chủ cắm rễ vách núi mười phần đột nhiên nơi đây không có bất kỳ bóng người nào đột nhiên bắn ra dạng này một đạo hàng mang để bất luận kẻ nào đều là khó mà ý tưởng đạt được để giải bá chủ chết lý thất già dạ xoay người rời đi trong nháy mắt kia có thể nói là phòng ngự nhất chung trễ thời điểm ai sẽ nghĩ đến tại thời khắc này phía sau có người đánh lén đây đạo này hàng mang tốc độ quá nhanh nhanh đến so lưu tinh nhanh hơn, so điện quang nhanh hơn, trong nháy mắt liền đâm đến lý thất dạ. Cái này phát sinh quá đột nhiên, mà lại sát thủ cách lý thất dạ chỉ có gan tất chi gần, nhanh như vậy tốc độ. Liễu như yên muốn kêu gọi nhắc nhở cũng không kịp, nàng thanh âm còn không có kêu lên, hàng mang đã đâm tới lý thất dạ áo chẻn. Chương 1326, lần nữa ám sát. Giữa lúc thạch hỏa điện quang, tất cả mọi người thấy được một đạo hàng mang đâm tới. Trong nháy mắt này, thời gian như là đình chỉ, toàn bộ hình ảnh đều như ngừng lại, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng xem đến hàng mang đâm xuyên qua lý thất giả áo chẽn Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người cũng không khỏi cứng lại hơi thở, lập tức hô hấp không đến, giống như có một bàn tay vô hình giữ yết hầu. Liễu như yên cùng trác kiếm thi hai người là một khỏa phương tâm bay lên, phương tâm đều nhanh nhảy ra cuốn họng. Lý thất giả cường đại, đây là có mắt đều có thể nhìn. Hắn sức một mình, liền dễ như trở bàn tay tiêu diệt đế vương cốc. Nhưng mà, liền là cường đại như vậy thiên tài, tại đại hoạch thắng lợi thời điểm, lại gặp phải ám sát, nội dung cốt truyện như thế nghịch chuyển, cái này thật sự là để cho người ta trái tim có chút chịu không được. Khi hàng mang đâm xuyên lý thất giả áo chẻn thời điểm, trong nháy mắt này sát thủ mới lộ ra chân thân, tư mã ngọc kiếm. Không có người nhìn thấy tư mã ngọc kiếm là khi nào ẩn động tại để giải bá chủ tử vong vách núi, không có người phát hiện nạn là trốn ở nơi đó, ngay cả cường giả như liễu như yên. Trác kiếm thi Mặc kệ không thừa nhận, tư mã ngọc kiếm đích thật là một vị không tầm thường sát thủ, nàng không chỉ là ẩn động thủ đoạn vô song, mà lại nàng có thể bắt lấy thích hợp nhất ám sát thời cơ, tại để giải bá chủ sau khi chết, lý thất giả quay người rời đi thời điểm, điều này không nghi ngờ chút nào là lý thất giả nhất là thư giãn thời điểm, là lý thất giả phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Trong nháy mắt này xuất thủ, tuyệt lý thất giả một kích trí mạng. Không có cái gì thời cơ so lúc này càng thích hợp. Tư mã ngọc kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua lý thất giả áo chẻn. Giữa thạch hỏa điện quan này, nàng cũng cho là mình đắc thủ. Nhưng là, sau một khắc, nàng lập tức cảm thấy không đúng. Lý thất giả đích thật là đứng ở nơi đó, nàng một kiếm cũng thật là đâm xuyên qua lý thất giả áo chẻn, nhưng là không có máu tươi bắn tung tóe, không như trong tưởng tượng kêu thảm. Lý thất Dạ liền đứng ở nơi đó. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, tự hồ hắn giống như một điểm phản ứng đều không có. Tự hồ, cái này bị đâm xuyên áo chẳng không phải hắn lý thất Dạ, mà là người khác. Tại tư mã ngọc kiếm ý thức được cái vấn đề này thời điểm, cùng lúc đó, chiến nhai bên ngoài đứng xa nhìn có thế hệ trước đại nhân vật cũng ở thời điểm này ý thức được không giống nhau địa phương hắn không ở trong không gian này có một cái thế hệ trước đại nhân vật trong nháy mắt này lập tức ý thức được cái gì kinh hô nói không gian thác vị đây là khống chế không gian bí thuật một trong không gian thác vị rõ ràng nhìn thấy người này đứng ở nơi đó hoặc là rõ ràng nhìn thấy người này cách mình rất gần rất gần trên thực tế hai người khoảng cách là xa không thể chạm hai người khoảng cách trên thực tế là cách xa nhau một cái không gian hoặc là mấy cái không gian ông một tiếng ngay tại tư mã ngọc kiếm ý thức được điểm này trong nháy mắt nàng trường kiếm trong nháy mắt vô cùng sáng chói giống như thanh kiếm này lập tức có trăm vạn cái mặt trời bạo tạc như thế hào quang sáng chói phía dưới cái này cho trường kiếm vô hạn gia tốc tại cái này ngắn ngủi nhất trong nháy mắt Tư mã ngọc kiếm trường kiếm gia tốc đến tuyệt luân vô bị cấp độ, siêu việt thời gian, tốc độ nhanh chóng, tự hồ là thời gian gấp mấy chục lần. Một kiếm phía dưới, phanh một tiếng, đâm xuyên qua không gian, trong nháy mắt đâm trách lý thất dạ không gian thác vị, một kiếm lấy tuyệt luân vô bị tốc độ đâm về lý thất dạ yết hầu. Tư mã ngọc kiếm đích thật là không tầm thường, tốc độ của nàng đích thật là đạt đến cực hạn, tại như thế thạch hỏa điện quang ở giữa vậy mà một kiếm vậy mà vượt qua không gian, đâm xuyên qua lý thất dạ không gian thác vị. Nhanh như vậy tốc độ, đổi lại một người khác, quản chi là không gian thác vị, vào lúc này cũng giống vậy là bị đâm xuyên yết hầu. Đáng tiếc, tư mã ngọc kiếm là thời vận không đủ, nàng hết lần này tới lần khác gặp được lý thất dạ. Đáng sợ kiếm mang dừng lại, kiếm mang này chỉ cách lý thất dạ mảy may mà thôi, lúc này, Lý thất dạ hai ngón kẹp lấy tư mã ngọc kiếm trường kiếm. Nhìn lấy băng lãnh vô tình tư mã ngọc kiếm, lý thất dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhàn nhạt nói ra, đích thật là không tầm thường, một kiếm đạt tới tốc độ như thế, có thể đủ khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Ngươi đem sát thần đạo tu luyện rất khá, đáng tiếc, lại gặp ta. Lý thất dạ lời nói để tư mã ngọc kiếm sợ hãi, nàng rời đi tốc đạo thánh địa về sau, liền không có người biết nàng tu luyện đạo gì. Tư mã ngọc kiếm mười phần quả quyết, trong nháy mắt quăng kiếm, quay người bỏ chạy mà đi, nhưng mà, nàng vừa rồi chuyển bỏ chạy mà đi, liền phanh một tiếng, đụng phải vô hình tường, chặn đường đi của nàng. Không gian phong tỏa, tại tư mã ngọc kiếm đào tẩu trong nháy mắt. Lý thất dạ liền trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản không gian, cái này khiến tư mã ngọc kiếm bất luận hướng cái nào phương hướng đào tẩu đều sẽ bị vô hình tường ngăn lại đường đi. Bất quá, Tư mã ngọc kiếm sau ngũ đại tướng không biết cường đại bao nhiêu, giữa thạch hỏa điện quan này, nàng toàn thân dân trào quang mang, quan mang này từng sợi từng sợi, hàng khí bức nhân, tự hồ là từng sợi kiếm mang, nó có thể đâm xuyên hết thảy, có thể xé ra hết thảy. Trong nháy mắt này, cái này từng sợi từng sợi quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, tư mã ngọc kiếm cả người lấy tuyệt luân vô bị tốc độ gia tốc. Nàng lập tức vô hạn gia tốc, để cho nàng tốc độ vẹt đạt đến cực hạn, ngay lúc này nàng đụng vào không gian phía trên phanh một tiếng phong tỏa không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt phanh tiếng thứ hai vang lên trong phút chốc tư mã ngọc kiếm hoàn thành lần thứ hai gia tốc lần này tư mã ngọc kiếm phá vỡ lý thất dạ không gian phong tỏa nàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng chỗ xa nhất bỏ chạy nhưng là nàng vừa trốn không có bao xa lý thất dạ tiện tay điểm một cái tư mã ngọc kiếm chỗ không gian xung quanh trong nháy mắt thích chặt không gian trong nháy mắt tự như hóa thành một cái gông xiền nghe được khen rơi khóa thanh âm vang lên tư mã ngọc kiếm toàn thân hiện lên quang mang trong suốt tự như là một thanh cự khóa khóa trên thân nàng ngay lúc này tư mã ngọc kiếm tốc độ lập tức chậm lại coi như nàng liều mạng gia tốc nhưng là tốc độ của nàng đều không thể nhanh lên không gian gông xiền khống chế không gian bí thuật một trong không gian gông xiền thập phần cường đại một khi bị không gian gông xiền rơi thân lập tức không thể động đầy mà lại không gian gông xiềng ở khắp mọi nơi bất kỳ tu sĩ nào đều không thể trốn tránh tư mã ngọc kiếm đã đầy đủ cường đại tốc độ của nàng phóng nhãn thiên linh giới đây tuyệt đối là có thể xếp vào hàng đầu tại tiếp nhận cường đại như thế không gian khóa gông phía dưới nàng yên nguyên có thể bay đi cái này có thể nghĩ tốc độ của nàng là bực nào cực nhanh ta cũng phải nhìn ngươi đạo hạnh tu mấy phần lý thất dạ cười một tiếng vừa sải bước ra, trong nháy mắt đuổi kịp tư mã ngọc kiếm, xuất thủ chính là vạn đạo quyền. Trấn ngục thần quyền Quyền này một trận, đại đạo oanh minh, áp sập thiên khung, một quyền phía dưới, như trăm vạn thần nhạc áp đỉnh, lực lượng chi trọng, không cách nào đánh giá. Nó có thể đập vụn đại địa, trấn hủy chúng thần. Đối mặt đáng sợ như vậy một quyền, tư mã ngọc kiếm hải nhiên, nghĩ cũng không nghĩ, huyết khí dân trào, cả người như hắc ám thần chỉ phụ thể cả người hắc mang trùng thiên sau lưng nàng mở ra hắc ám hai cánh che đậy bầu trời ở trong chớp mắt hai cánh khép lại như hắc ám chi thần hai tay ngăn trở lý thất dạ oanh tới một quyền phanh một tiếng vang thật lớn quản chi là hắc ám chi thần phụ thể cũng không được hắc ám hai cánh tại lý thất dạ một quyền này phía dưới trong nháy mắt băng diệt ngay cả không gian bốn phía đều dưới một quyền này vỡ nát về phần tư mã ngọc kiếm Nàng tại lý thất dạ một quyền phía dưới, cả người đều bị oanh bay, máu tươi cùng phúng, sắc mặt trắng bệch. Nhưng là, tại cái này sinh tử trong nháy mắt, Tư Mã Ngọc kiếm hay tay vung lên, một bộ rất bàn long đồng gánh tại trên vai, cái này bàn long đồng toàn thân đen kịt, tự hồ như hắc long chi thể đúc thành. Đồng, cái ống, oanh, một tiếng, trong nháy mắt này, cái này bàn long đồng bắn ra một đạo như trăng mang sí diễm, cái này xí diễm oánh tinh vô cùng, nhưng là nó lại vô cùng sáng chói, nó một bắn ra trong nháy mắt liền có được cực tốc. Mà lại, nó cực kỳ sắc bén. Trong nháy mắt đâm xuyên qua không gian, bắn thẳng về phía lý thất giả dạ yết hầu. Khi cái này sĩ diễm bắn ra một hồi lâu về sau, mới vang lên nó bắn ra nổ vang, cái này có thể nghĩ cái này sĩ diễm là cỡ nào nhanh nhìn thấy như thế sắc bén vô cùng sĩ diễm phóng tới, liền xem như thần vương đều hít thở không thông một chút, hắn đều sẽ cảm giác đến cái này xí diễm có thể trong nháy mắt bắn thủng cổ họng của hắn, trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Cái này bắn ra xí diễm quá nhanh, khi nó bắn ra, thời gian tựa như đình chỉ, giống như tất cả mọi người thấy được một màn động tác chậm hình ảnh. Tự hồ, tại thời khắc này tất cả mọi người cùng thời gian đồng bộ. Đối mặt đột nhiên quanh tới xí diễm, lý thất dạ lộ ra tiếu dung, thể phách sáng chói, trong nháy mắt điên cuồng gia tốc, phi tiên thể vừa ra, tốc độ của nó siêu việt hết thảy. Cùng lúc đó, Lý Thất Giả dạ đấm ra một quyền, vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền, một quyền này oanh ra, trực tiếp đánh phía phóng tới xí diễm. Phanh một tiếng vang lên, tất cả mọi người thấy được trước mắt cái này tự như động tác chậm một mạng, một quyền phía dưới, sĩ diễm vậy mà giống thủy tinh vỡ nát, đầy trời trong suốt phấn tiết phiêu tán rơi rụng. Mà vỡ nát thanh âm, là qua rất lâu sau đó mới truyền tới nhìn thấy một màn này, tư mã ngọc kiếm lập tức sắc mặt trắng bệch. Cái này bàn long thí thần đồng chính là nàng ép trương bảo vật một trong, nàng còn thừa không có mấy, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng nó đến bảo mệnh. Này ống vừa ra, có đi không về, nó có được cực tốc, nó có được cực đáng sợ lực phá hoại, có thế trong nháy mắt bắn thủng hết thảy, liền xem như thần hoàng binh khí đều sẽ lập tức bị bắn thủng. Nàng đã từng dùng nó ám sát bạch kình thần hoàng, cái này có thể nghĩ nó uy lực là bực nào kinh khủng nhưng là bàn long thí thần đồng dùng một lần liền hết hiệu lực cho nên không đến vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không vận dụng vật này nhưng mà hiện tại nàng vậy mà thất thủ không thể làm bị thương lý thất giả mảy may tư mã ngọc kiếm như thế nào lại biết lý thất giả dạ lấy phi tiên thể gia tốc lại lấy vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền đánh phía sĩ diễm tại phi tiên thể gia tốc phía dưới vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền là bực nào uy lực, liền xem như bàn long thí thần đồng tuyệt sát một kích cũng bị hủy đi. Chương 1327, sát thần đạo. Tư mã ngọc kiếm cũng ngốc tại đó, nàng đều lập tức bị chấn nhiếp rồi, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà lấy lại tinh thần, đều quên đào tẩu. Bàn Long Thí Thần Đồng, thế gian còn thừa lại mấy món đâu nhìn lấy ngẩn người tư mã ngọc kiếm lý thất dạ lộ ra nồng đầm tiếu dung tư mã ngọc kiếm sắc mặt đại biến hồi phục tinh thần lại liền xoay người muốn chạy trốn bất quá lúc này nàng muốn chạy trốn đều đã trễ lý thất dạ cười nói ra bây giờ muốn đi đã muộn, mau mau thúc thủ chịu trói đi vừa dứt lời dưới năm ngón tay mở ra hướng tư mã ngọc kiếm chọc tới lúc này lý thất dạ bàn tay che đậy thiên địa trấn áp vạn vực ở thời điểm này mặc kệ tư mã ngọc kiếm chạy trốn tới chỗ nào đều khó có khả năng chạy ra lý thất dạ lòng bàn tay mắt thấy tư mã ngọc kiếm liền muốn rơi vào lý thất dạ trong lòng bàn tay ngay lúc này keng một tiếng kiếm ngân vang thiên địa một kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt này có người xuất thủ trường kiếm trong tay của hắn quét qua một kiếm hóa vạn ngọn núi nguy nga cao ngất nặng nề trầm ổn bàn thạch bất động, một kiếm hoành thiên, cản hướng lý thất dạ vô xuống đại thủ. Phanh một tiếng, lý thất dạ một trưởng thiên địa, lập tức nghiền nát ngăn tại trước mặt hắn vạn ngọn núi, người xuất thủ cũng là đông 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 liền lùi lại mấy bước. Tốc đạo thiên thần, lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng xuất thủ người, không khỏi kinh hô một tiếng nói ra. Xuất thủ cứu tư mã ngọc kiếm chính là tốc đạo thánh địa đương nhiệm thánh chủ, cũng chính là tư mã ngọc kiếm sư đệ, tốc đạo thiên thần lý huynh cao tuyệt vô song ngươi đại nhân có đại lượng như vậy bỏ qua như thế nào tốc đạo thiên thần vội hướng lý thất dạ ôm quyền nói cúc chuyện của ta không cần ngươi để ý tới tư mã ngọc kiếm cũng không lĩnh tốc đạo thiên thần tình nàng lạnh lùng nói tốc đạo thiên thần sắc mặt không thay đổi nghiêm túc nói ra sư tỷ bảo hộ tốc đạo thánh địa mỗi một người đệ tử an nguy là trách nhiệm của ta ta đã không phải người của tốc đạo thánh địa, lập tức cút cho ta, càng xa càng tốt. Tư mã ngọc kiếm sắc mặt băng lãnh không cảm kích chút nào. Sư tỷ không bị trục xuất tường môn, liền vĩnh viễn là tốc đạo thánh địa đệ tử. Tốc đạo thiên thần lắc đầu nói ra. Lý thất dạ nhìn lấy hai người bọn họ. Không khỏi lộ ra tiếu dung, nói ra, tốt một cái sư tỷ đệ tình thâm nha, hai người các ngươi ai tiến lên đây nhận lấy cái chết đâu. Họ lý, ai làm nấy chịu. Ta lại đánh với ngươi một trận. Tư mã ngọc kiếm băng lãnh vô tình, một kiếm nơi tay, vẫn là sát ý trùng thiên, chiến ý tràn đầy. Tóc đạo thiên thần vội ông quyền, hướng lý thất dạ cầu tình nói ra, Lý Huynh, sư tỷ của ta chỉ là muốn nhờ vào đó ma luyện đại đạo mà thôi, hy vọng Lý Huynh có thể tha tha thứ nàng một lần. Lý Huynh tổn thất, chúng ta tóc đạo thánh địa nguyện ý bồi thường. Ta không có quan hệ gì với tóc đạo thánh địa. Tư mã ngọc kiếm lạnh như băng nói ra. Nhìn lấy tư mã ngọc kiếm, lại nhìn một chút tốc đạo thiên thần, lý thất dạ không khỏi lộ ra nồng đậm tiếu dung. Cuối cùng, cười nói ra, con người của ta luôn luôn nhân từ vi hoài. Có thế từ trong tay của ta chạy trốn một lần, lần này ta cũng tha thứ ngươi. Nói đến đây, lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, để tư mã ngọc kiếm ngốc tại nơi đó, tốc đạo thiên thần cũng trong lúc nhất thời kinh ngạc, hắn đương nhiên sẽ không cho là lý thất giả là sợ mình, giống lý thất Dạ dạng này người, căn bản liền sẽ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Lần sau lại gặp nhau, ta ngược lại hy vọng ngươi là Bàn long kiếm nơi tay, không phải, liền thực sự khiến ta thất vọng. Đi chưa được mấy bước, lý thất giả đột nhiên quay đầu, đối tư mã ngọc kiếm vừa cười vừa nói. Nói xong lời này, lý thất giả mang theo liễu như yên, trác kiếm thi phiêu nhiên rời đi. Tư mã ngọc kiếm trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó, nàng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, ám sát thất bại, nàng đã có nhận lấy cái chết chuẩn bị. Để tư mã ngọc kiếm ngẩn người chính là, lý thất dạ làm sao biết bàn long kiếm. Thứ này không có ai biết mới đúng, nhưng là... Lý thất dạ lại biết đến nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, ngẩn người không chỉ là tư mã ngọc kiếm, rất nhiều tận mắt thấy một màn này người đều không khỏi ngay dại, rất nhiều người đều không thể tin được lý thất giả dạ dạng này hung nhân cứ như vậy dễ dàng buông tha tư mã ngọc kiếm. Từ lý thất giả dạ sở tác sở vi xem ra, rất nhiều người đều biết, cùng lý thất giả dạ dạng này hung nhân là địch, đây tuyệt đối là không có kết cục tốt. Vừa rồi để giải bá chủ liền là ví dụ tốt nhất, để giải bá chủ không chỉ là mình chết rồi, ngay cả đế vương cốc đều bị diệt. Hiện tại tư mã ngọc kiếm ngược lại tốt. Nàng là ám sát Lý Thất Dạ hai lần, nhưng là Lý Thất Dạ lại tha thứ nàng, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ cái này hung nhân cũng có nhân từ thời điểm? Lý Thất Dạ dạng này hung nhân, làm việc làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Có người không khỏi thì thào nói. Lúc này, Tư Mã Ngọc kiếm lấy lại tinh thần, nàng xem một chút tốc đạo thiên thần, không nói lời nào, xoay người rời đi. Sư tỷ sao không như vậy về tông môn, sư tôn bọn hắn một mực ngóng trong ngươi trở về. Tóc đạo thiên thần nói với tư mã ngọc kiếm. Nhưng là, tư mã ngọc kiếm mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, từ đầu đến cuối, nàng không tiếp tục quay đầu nhìn một chút. Tóc đạo thiên thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có cái gì lại nói, trên lưng trường kiếm, ngồi thuyền nhỏ, cũng phiêu nhiên mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Những người khác nhìn thấy vở kịch kết thúc đều nhau nhau rời đi chiến nhai, lao tới cốt hải. Đồng thời, đế vương cốc bị diệt tin tức, cũng là trong vòng một đêm bị truyền khắp toàn bộ Long yêu hải. Có rất nhiều người nghe được đế vương cốc bị diệt quá trình. Cũng không khỏi vì đó sợ hãi, cái này khiến lý thất dạ hung nhân tên cạn là lan truyền lớn thiên hạ. Thông ma tông cự thuyền tiếp tục tiến lên, thẳng hướng cốt hải mà đi. Trong thuyền, lý thất dạ ngồi yên ở đó, liễu như yên, Trác kiếm thi tả hữu làm bạn, trác kiếm thi vì lý thất giả nấu lấy trà thơm, mà liễu như yên vì lý thất giả lột tốt một cái cái tiên quả, để vào lý thất Dạ trong miệng. Công tử cùng tư mã ngọc kiếm trưởng bối từng có bạn cũ. Đối với lý thất giả buông tha tư mã ngọc kiếm, trác kiếm thi cũng là vì đó hiếu kỳ, đương nhiên, lý thất giả không phải người nhân từ. Không có khả năng bởi vì tốc đạo thiên thần cầu tình liền bỏ qua tư mã ngọc kiếm liễu như yên đem lột tốt trái cây để vào lý thất dạ trong miệng cười khẽ nói ra đây còn phải nói nha tư mã ngọc kiếm dung mạo xinh đẹp công tử gia tha cho nàng một lần giữ lại về sau làm ấm giường chứ sao liễu như yên lời này đương nhiên là đùa giỡn thượng quan phi yến công tôn mỹ ngọc đều là tuyệt thế mỹ nữ lý thất dạ giết lại không có chút nào nương tay nói giết liền giết tuyệt sẽ không bởi vì các nàng mỹ lệ xuống không được tay Hiện tại Lý Thất Dạ đương nhiên không có khả năng bởi vì Tư Mã Ngọc kiếm mỹ lệ mà tha cho nàng một mạng. Trong này chỉ sợ là có nguyên nhân duyên. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy Mênh Mông biến cả, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, nàng cùng ta có duyên, nàng tu luyện sát thần đạo, đây cũng là ta cùng nàng trưởng bối là bạn cũ đi. Nói, hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Sát thần đạo, Tư Mã Ngọc kiếm chỉ sợ không biết đạo này là sáng tạo dưới tay lý thất dạ đương nhiên đó còn là lý thất dạ vẫn là âm nha thời điểm tại cổ minh thời đại tại cái kia hắc ám tuế nguyệt bên trong cổ minh mười phần cường đại thống trị cửu giới đặc biệt là thiên đồ tiên đế thời điểm cổ minh cường đại càng là đạt đến cường thịnh trong những năm tháng ấy làm âm nha hắn binh lực còn không cách nào cùng toàn bộ cổ minh đối cứng có một khoảng thời gian hắn dùng quanh co chiến thuật hắn sáng chế ra sát thần đạo, sáng lập sát thần giả đoàn, có thể nói, tại thời đại kia đây là hiển hách nhất kinh khủng nhất tập đoàn sát thủ. Vào lúc đó, Lý Thất giả xuất lĩnh sát thần giả đoàn săn giết cổ minh rất nhiều thiên tài, đánh cổ minh rất nhiều có thể trở thành vô địch người kế tục, thậm chí vì suy yếu cổ minh thực lực, tại cửu giới đối cổ minh chí tôn thi triển bền bị ám sát hành động. Tại thời đại kia, sát thần giả đoàn mặc dù chưa từng có trước mặt người trong thiên hạ lộ ra mặt, mặc dù một mực trốn ở trong tối nhưng là nó vì tương lai chiến tranh thắng được rất nhiều cơ hội lập xuống hiển hách công lao đến cổ minh thời đại kết thúc về sau nên đón chư đế thời đại cửu giới cũng nên đón ánh trạng đông vào lúc đó sát thần dạ đoàn hoàn thành nó lịch sử sứ mệnh tại thời đại hoàn toàn mới này sát thần dạ đoàn không cần lại tiến hành ám sát bắt đầu từ lúc đó sát thần dạ đoàn không còn có bồi dưỡng qua mới sát thủ thế hệ trước tọa hóa thì tọa hóa độn ẩn thì độn ẩn năm đó sát thần dạ đoàn thủ lĩnh sát thủ cũng quy ẩn tại thế tại thủ lĩnh sát thủ trước khi đi lý thất dạ đem sát thần dạ đoàn hết thảy giao cho thủ lĩnh sát thủ bao gồm sát thần đạo bí kíp tượng trưng cho sát thần dạ đoàn cao nhất quyền uy bàn long kiếm lại nói thí dụ như uy lực cực lớn bàn long thí thần đồng lúc đó lý thất dạ từng nói cho thủ lĩnh sát thủ trong tương lai sát thần dạ đoàn hương hỏa phải chăng kéo dài tiếp, liền từ bọn hắn đến quyết định. Về phần về sau thủ lĩnh sát thủ bọn hắn làm ra như thế nào quyết định, lý thất dạ không được biết. Chỉ bất quá, từ đó về sau, hắn cũng không còn gặp qua bọn hắn, bọn hắn tan biến tại thế gian. Mà bắt đầu từ lúc đó, sát thần dạ đoàn cũng cũng không có xuất hiện nữa, cũng không còn có nghe được có người tu luyện qua sát thần đạo. Cho tới hôm nay, tư mã ngọc kiếm xuất hiện này mới khiến Lý Thất Dạ lại một lần nữa thấy được sát thần đạo, cái này lại một lần nữa để Lý Thất Dạ thấy được bạn Long Thí Thần Đồng. Đây là Lý Thất Dạ tha thứ tư mã Ngọc Kiếm nguyên nhân, bằng không mà nói, bằng tư mã Ngọc Kiếm hai lần ám sát, nàng sớm đã bị Lý Thất Dạ giết chết. Gặp Lý Thất Dạ trầm mặt không nói, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi đều không có lại truy vấn, Trác Kiếm Thi nấu lấy trà thơm, Liễu Như Yên bóc lấy tiên quả, bầu không khí mười phần yên tĩnh cốt hải, lại một lần nữa náo nhiệt lên, sôi trào lên, thiên linh giới rất nhiều đại giáo truyền thừa, để thống tiên môn đều tuôn hướng cốt hải, liền là không xuất thế lão quái vật đều nhau nhau xuất thế. Cốt hải, 12 tán địa một trong, nó tại Long yêu hải địa phương xa xôi, nó cũng là Long yêu hải bên trong hung hiểm nhất địa phương. Cốt hải, nó thập phần thần bí, mà lại, mười phần đáng sợ. Nhưng là, có một việc hết sức kỳ quái. Truyền thuyết, thiên linh giới mỗi một thời đại hải thần đều sẽ đi một chuyến cốt hải, về phần để làm gì, không có ai biết. Nhưng là, thiên linh giới từng có qua suy đoán, có suy đoán cho rằng tam xoa kích xuất từ cốt hải. Chương 1328, Thuần Dương Tử Biển xanh sóng vỗ, trời xanh hải âu bay, thôn ma tông trừ thuyền tiến lên, tốc độ không chậm không nhanh, không ít tu sĩ rất nhanh liền vượt qua lý thất dạ bọn hắn một nhóm bất quá cũng có so lý thất dạ bọn hắn chậm hơn khi lý thất dạ bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm gặp một người chậm chạp tiến lên đây là một thanh niên thanh niên này nhìn hơn 20 tuổi hắn cổng một thanh pha tạp cũ kỹ cổ kiếm mặc một thân hoàng y y phục tựa hồ là nhiễm lên nhàn nhạc, nhạc trời chiều quang huy cho người ta một loại cô đơn khí tức người thanh niên này dáng dấp cũng không xuất chúng nhưng là, cho người ta một loại vững như bàn thạch cảm giác, có được một loại núi cổ bát nhã khí tức. Một đôi mắt mặc dù sáng tỏ, nhưng hai con ngươi chỗ sâu, có một loại nói không nên lời cô mịch, có một loại không nói được trầm mặt. Chân hắn đạp trên một tấm ván gỗ, cưỡi lên ván gỗ theo gió vượt sóng, lướt sóng tiến lên. Nhìn thấy người thanh niên này, trác kiếm thi cùng liễu như yên đều là có chút ngoài ý muốn. Lúc này, người thanh niên này cũng nhìn thấy trác kiếm thi bọn hắn, thanh niên cái kia mang theo vài phần tang thương cùng cô đơn gương mặt lộ ra tiếu dung, chào hỏi nói ra, liễu tông chủ. Trác tông chủ, đã lâu không gặp, gần 10 năm không thấy. Hai vị tông chủ càng là kinh diễm tuyệt thế. Không nghĩ tới thuần dương đảo chủ dạng này không màng danh lợi người, cũng tới cốt hải. Nhìn thấy người thanh niên này, liễu như yên khẽ cười một tiếng. Người thanh niên này thoải mái cười một tiếng. Nói ra, người tại thế, luôn luôn không thể thoát khỏi thế tục danh lợi cốt hải phát sinh một ít chuyện ta người đảo chủ này cũng không thể không đi xem một chút mở mang tầm mắt nói như vậy thuần dương đảo chủ chính là vì bất tử chi vật mà đến rồi trác kiếm thi cũng chậm rãi nói ra thanh niên lắc đầu nói ra bất tử chi vật bực này được trời ưu ái ta một giới tục nhân sao lại dám suy nghĩ nhiều ta lần này đi cốt hải chỉ là muốn đi một chuyến làm thiên linh giới tu sĩ, nếu là cả đời không đi một chuyến cốt hải. Vậy cũng thực là một loại tiếc nuối. hôm nay ta cũng là không thể ngoại lệ, đụng một chút náo nhiệt. Nói đến đây, người thanh niên này nhìn lấy lý thất dạ, hướng lý thất dạ ông quyền nói ra, lý huynh không ngại ta còn một chút liễu tông chủ thuyền đi, lần này đi cốt hải, mang hộ ta đoạn đường như thế nào. Người thanh niên này nói chuyện rất khách khí, mà lại hắn không hỏi liễu như yên, mà là hỏi Lý Thất Dạ. Cái này cũng đích thật là mười phần có ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bình thản nói ra, không ngại, lên đây đi. Người thanh niên này lộ ra tiếu dung. Tung người lên cự thuyền, đi tới về sau, hắn hướng Lý Thất Dạ ông quyền, cúc thủ, cười nói ra, tại hạ thuần dương tử, xuất thân cổ linh đảo. Lý Huynh đại danh như sắm bên tai. Ta biết ngươi xuất thân. Lý thất dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt rơi vào thuần dương tử trên lưng thanh kiếm kia bên trên. Tiếu dung mười phần đáng giá nghiền ngẫm, nói ra, ta một mực là muốn một thanh đồng kiếm trang tô điểm. Trên lưng ngươi thanh này đồng kiếm ta rất để mắt. Thuần dương tử trên lưng thanh này đồng kiếm chính là pha tạp cũ kỹ, mặc dù là tràn đầy nét cổ xưa, nhưng lại nhìn không ra có cái gì kinh thiên động địa địa phương, tự hồ đây chẳng qua là một thanh kiếm cũ mà thôi. Có nghe hay không, công tử chúng ta gia thế nhưng là để mắt tới bảo kiếm của ngươi. Liễu như yên hé miệng cười khẽ, nói ra, ngươi là ngoan ngoãn chấp tay đưa tiễn, hay là để ta công tử gia tự tay đoạt đây? Lời nói này thuần dương tử không khỏi cười khang một tiếng, bất quá, hắn yên nguyên thoải mái, cười nói ra, Lý Huynh chính là đương đại vô song hạng người. Loại này bảo kiếm làm sao có thể nhập Lý Huynh pháp nhãn? Ta thanh này của thuần đồng kiếm mặc dù không tệ, nhưng còn không đến để lý huynh xuất thủ trắng trợn cướp đoạt chỉ tiếc kiếm này chính là tông môn chi vật nếu là vật cá nhân lý huynh có thể để ý ta đưa tiễn cũng không quan trọng thuần dương tử hào khí hào phóng nói nếu có người ngoài ở tại vừa nghe đến cổ thuần đồng kiếm đây tuyệt đối là bị dọa đến nhảy một cái cổ thuần đồng kiếm đây là cổ thuần tiên đế bản mệnh chân khí đây là khó lường vô địch chi binh thanh này đồng kiếm tràn đầy sắc thái truyền kỳ trước mắt người thanh niên này thuần dương tử, chính là cổ thuần tứ mạch một trong cổ linh đảo đảo chủ, hắn thoạt nhìn là hai mươi có thừa, sự thật niên kỷ đã không chỉ số này. Nói tới nói lui, còn không chịu đưa. Liễu như yên khẽ cười một tiếng, có chút giật dây lý thất dạ, yêu kiều cười nói ra, mặc dù ngươi là một tôn không tầm thường thần hoàng, nhưng là, cùng ta công tử gia so sánh, vậy liền kém xa. Công tử gia, nếu như nói, ngươi muốn quét ngang thiên linh giới, tốt nhất lấy trước mắt thuần dương tử động thủ, có thể chém thuần dương tử, về phần cái gì già hải thiên tử. Thất hải nữ võ thần, cái kia đều không nói chơi. Thuần dương tử mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng là, hắn tuyệt đối là chúng ta mị linh nhất tộc ghê gớm nhất thiên tài, 10 năm trước liền đã đạt đến thần hoàng thành tựu. Nói đến đây, liễu như yên đối lý thất giả dạ chấp chấp tú mục, bộ dáng có chút lặng lẽ ra. Bị liễu như yên vừa nói như vậy, thuần dương tử không khỏi cười khổ một cái nói ra liễu tông chủ lời này quá nâng giết ta liễu tông chủ thôn thiên ma thể hoành không nếu là mị ma kích vừa ra ta cũng không phải đối thủ thôn ma tông thủy tổ sáng tạo ra tiên thể thuật nàng là một tôn vô địch đại thành tiên thể mặc dù nàng không có trở thành tiên đế nhưng là lại sáng chế ra tiên thể kích mị ma kích đương nhiên ủng lý tới nói một tôn đại thành tiên thể là không thể sáng chế tiên thể kích bất quá thôn ma tông thủy tổ thiên phú quá cao đương nhiên dạng này tiên thể kích cùng đại thành tiên thể tiên đế sáng tạo tiên thể kích thuật so ra hoàn toàn chính xác có khoảng cách nhất định cho nên loại này từ đại thành tiên thể sáng tạo ra tiên thể kích lại được xưng chi vì thứ tiên thể kích cổ thuần tiên đế hậu nhân lại có thể tu luyện thành kim cương bất diệt thể cái này đích xác là không tầm thường thành tựu nhìn lấy thuần dương tử Lý Thất Dạ cũng nhẹ gật đầu nói ra. Cổ thuần tứ mạch, theo thứ tự là Cổ Linh Đảo, Thuần Dương Hà, Trầm Hải Triều, Yến Thế Cung. Toàn bộ cổ thuần tứ mạch sáng tạo tại Cổ Thuần Tiên Đế chi thủ, về sau phân làm bốn mạch. Có truyền ngôn nói, Cổ Linh Đảo là Cổ Thuần Tiên Đế hậu nhân chấp chưởng. Mà Thuần Dương Hà thì là xây dựng vào bọn hắn truyền thừa một vị Đại Thành Tiên Thể chi thủ, vị này Đại Thành Tiên Thể tu luyện chính là Kim Cương Bất Diệt Thể. Hắn sáng tạo ra tiếng tâm lừng lẫy kim cương phục ma thể thuật. Nên thể thuật cũng là cổ thuần tứ mạch duy nhất tiên thể thuật. Trầm hải triều thì là từ cổ thuần truyền thừa trầm hải tiên đế sáng tạo, yến thế cung, vậy cũng không cần nói, nó xây dựng vào uy danh hiển hách yến thế tiên đế. Mặc dù nói, cổ thuần truyền thừa này phân làm bốn mạch. Nhưng là, bọn hắn vẫn là người một nhà, bọn hắn truyền thừa thường là trao đổi công pháp, cùng hưởng tin tức giống như trước mắt thuần dương tử mặc dù hắn là xuất thân từ cổ linh đảo nhưng là hắn lại tu luyện kim cương bất diệt thể lý thất dạ vừa nói như vậy thuần dương tử lập tức đứng lên hướng lý thất dạ ông quyền nói ra lý huynh lời này để cho ta sợ hãi ta điểm ấy tiểu đạo đi không vào lý huynh pháp nhãn được ta không có tìm các ngươi cổ thuần tứ mạch phiền phức ý tứ Chỉ ít các ngươi cổ thuần tứ mạch không chọc ta Ta cũng sẽ không bưng nơi ở của các ngươi." Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. "Lý huynh nói như vậy?" Tiểu Đệ liền thở dài một hơi. Thuần Dương Tử vội nói, "Hắn lời này không phải nói đùa, nói đến rất chân thành." Liễu Như Yên nói Thuần Dương Tử là mỹ linh nhất tộc ghê gớm nhất thiên tài, lời này đích thật là không sai. Thuần Dương Tử không chỉ là tiên thể trung thành, mà lại, tại 10 năm trước hắn liền đã bước vào thần hoàng cảnh giới đây là hạng gì thành tựu kinh người nha. Đổi lại là những người khác, trẻ tuổi như vậy, liền bước vào thần hoàng cảnh giới. Đây tuyệt đối là kinh động bát phương, uy hiếp thiên hạ. Nhưng là, thuần dương tử thiên linh giới thanh danh cũng không vang dội. Đây không chỉ là bởi vì hắn làm người điều thấp, đồng thời, hắn không chí tranh hùng thiên hạ, cho tới nay, hắn là nhàn vân giả hạt, bình tĩnh vô vi, cái này khiến hắn đạo hạnh cao xa, cũng là thanh danh không hiển hách thiên linh giới, thậm chí có rất nhiều người không biết thuần dương tử người này. Coi như một số biết thuần dương tử người, cũng không nhất định biết thuần dương tử cường đại cỡ nào. Giống vô cấu tam tông cùng cổ linh đảo có vãng lai, thế mới biết thuần dương tử chân chính thực lực. Mặc dù thuần dương tử đạo hành cao minh, thực lực kinh thiên, nhưng, hắn là một cái có cao kiến người, hắn thấy một lần lý thất dạ, liền biết là thâm bất khả trắc, coi như hắn là thần hoàng cảnh giới, lại là tiên thể trung thành, tại lý thất giả trước mặt cũng không dám lấy cường giả tự cho mình là bất quá cổ thuần đồng kiếm đích thật là không tệ tại thuần dương tử thở dài một hơi thời điểm lý thất giả cười nói ra ta một mực thiếu một thanh tiện tay bảo kiếm có phải hay không suy tính một chút đoạt một thanh đồng kiếm lý thất giả vừa nói như vậy để thuần dương tử thần thái lại có chút lúng túng hắn cười khang một tiếng nói ra lý huynh nói đùa chỉ là một thanh đồng kiếm làm sao có thể nhập lý huynh pháp nhãn nếu là cái khác tiên đế chân khí ta còn thực sự không nhất định có thế để ý lý thất dạ nghiêm túc nói ra bất quá cổ thuần tiên đế thanh này cổ thuần đồng kiếm thật đúng là không tầm thường nó bên trong huyền cơ đây chính là mười phần khó lường lý thất dạ thật tình như thế nói thuần dương tử trong lúc nhất thời không trả lời được tới liễu như yên hé miệng cười khẽ mà trác kiếm thi cũng lộ ra ưu nhã ung dung tiếu dung mười phần mê người chỉ đùa với ngươi mà thôi gặp thuần dương tử có chút khẩn trương lý thất già dạ cười nói ra các ngươi cổ thuần đồng kiếm đích thật là khó lường bất quá nếu như ta thật muốn cướp các ngươi cổ thuần đồng kiếm cũng sẽ không chờ tới bây giờ lý huynh như thế giơ cao đánh khẽ tiểu đệ vô cùng cảm kích thuần dương tử vội ông quyền nói lý thất già dạ chỉ là nở nụ cười nhẹ nhàng khoác tay áo cổ thuần tứ mạch đối với cửu giới, cho tới nay đều có trách tuyệt cống hiến, đây cũng là cổ thuần tiên đế về sau, hậu đại đều là hiền năng. Bất quá, gần nhất ta với các ngươi cổ thuần tứ mạch là có chút ân oán, về phận là tiếng hay là lui, liền xem chính các ngươi cổ thuần tứ mạch. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung. Lý Thất Dạ nụ cười như thế để thuần dương tử trong nội tâm cũng không khỏi nhảy một cái, Lý Thất Dạ lộ ra dạng này nụ cười thời điểm, hắn luôn cảm thấy lý thất giả dạ ngược lại hy vọng bọn họ cổ thuần tứ mạch tìm hắn gây phiền phức cái này rất giống là cừu non đem mình đưa vào hộ khẩu cảm giác sư đệ ta chính là một đời hào kiệt ta tin tưởng hắn biết tiếng thối thuần dương tử trong nội tâm nắm chắc còn có thể bảo trì bình thản nghiêm túc nói ra lý thất giả dạ giết công tôn mỹ ngọc chuyện này không phải bí mật gì mà công tôn mỹ ngọc chính là trầm hải thần vương tiểu thiếp người trong thiên hạ đều biết Trầm Hải Thần Vương mười phần sủng ái công tôn Mỹ Ngọc, hiện tại công tôn Mỹ Ngọc bị giết, chỉ sợ Trầm Hải Thần Vương là khó mà nuốt xuống cái này một hơi. Bất quá, đối với việc này, thuần dương tử trong nội tâm ngược lại là có lực lượng. Đó cũng không phải nói bọn hắn cổ thuần tứ mạch cường đại cỡ nào, mà là hắn cùng Trầm Hải Thần Vương giao tình quá sâu, hắn hiểu rõ Trầm Hải Thần Vương, hắn biết Trầm Hải Thần Vương cá tính, hắn tin tưởng Trầm Hải Thần Vương có thể xử lý tốt dạng này ân oán. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, cũng không đem chuyện như vậy thế nào để ở trong lòng. Coi như Trầm Hải Thần Vương muốn tìm công tôn Mỹ Ngọc báo thù, hắn cũng phụng bồi. Cổ thuần tứ mạch Lý Thất Dạ nhìn nhiều thuần dương tử trên lưng thuần dương đồng kiếm, hơi xúc động, sau đó, vừa cười nói ra, ta biết. Các ngươi cổ thuần tứ mạch một trong yến thế cung luôn luôn đều là mỹ nữ như mây, các ngươi cổ thuần tứ mạch ngoại trừ thanh này đồng kiếm để cho ta cảm thấy hứng thú bên ngoài, các ngươi yến thế cung cũng cho ta cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, yến thế cung chân chính để lý thất giả cảm thấy hứng thú không phải đông đảo mỹ nữ, mà là yến thế tiên đế năm đó lưu lại một ít gì đó. Chương 1329, Cốt Hải Chi Môn Lý thất giả nói như vậy, Thuần Dương tử cũng cười nói ra, nếu là Lý huynh đến ta Cổ Thuần Tứ Mạch, tại hạ nguyện ý vì Lý huynh làm dẫn đường, du lịch Yến Thế Cung, lấy Lý huynh mị lực, ta tin tưởng nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Nhân tộc cùng chúng ta Cổ Thuần Tứ Mạch luôn luôn đều là có nguồn gốc sâu xa, Lý huynh nếu là đến ta Cổ Thuần Tứ Mạch, ta tin tưởng nhất định có thể xem như ở nhà. Thuần Dương tử lời này cũng là có đạo lý, Yến Thế Tiên Đế liền là một vị nhân tộc, mà lại nhân tộc huyết thống tại Yến Thế Cung thậm chí là toàn bộ cổ thuần tứ mạch đều truyền thừa đến không tệ. Kỳ thật nha, Yến Thế Cung cung chủ, liền là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, để cho người ta xem xét liền có thể vì đó khuynh đảo. Lúc này, liễu như yên hai con ngươi tràn đầy tiếu dung, mười phần giảo hoạt nói ra, công tử gia có thể cho thuần dương đảo chủ vì ngươi giới thiệu một chút, lấy công tử gia ngươi vô song mị lực, nhất định có thể ông mỹ nhân về nhìn thoáng qua liễu như yên cái kia giảo hoạt thần thái, lý thất dạ cũng không khỏi lộ ra tiếu dung, đối thuần dương tử cười nói ra, thật là như thế sao? Cái này. Nghe câu hỏi này, thuần dương tử cũng không khỏi do dự một chút. Liền là lịch sự tao nhã ung dung trác kiếm thi lúc này cũng không khỏi hé miệng cười khẽ, cái này rõ ràng là liễu như yên cố ý khó xử thuần dương tử. Thế nào, có phải hay không không nỡ đem ngươi sư thúc giới thiệu cho công tử chúng ta gia nhận biết đâu? Liễu như yên cười khẽ, nàng cái kia vũ mị tư thái tràn đầy mê hoặc. Yến thế cung đương nhiệm cung chủ, chính là thuần dương tử sư thúc. Đây cũng không phải là là bởi vì tuổi của nàng so thuần dương tử lớn, mà là bởi vì nàng bối phận cao hơn thuần dương tử. Bị liễu như yên như thế ép buộc, thuần dương tử không khỏi mặt mo đỏ lên. Thần thái có chút dãy dụa, hắn thái độ không phải mười phần dứt khoát, do dự một chút, nói ra, nếu là Lý Huynh đến ta cổ thuần tứ mạch, có cơ hội. Nhất định sẽ vì Lý Huynh giới thiệu một chút. Gặp Thuần Dương tử nói như thế, trác kiếm thi đều khẽ lắc đầu. Thuần Dương đảo chủ chính là thiên phú vô song, càng đảm hơn người, đáng tiếc, có một số việc. Nói đến đây. Nàng không hề tiếp tục nói. Công tử gia, có nghe hay không, có cơ hội nhất định đi yến thế cung, nhất định phải ông Mỹ nhân về, tuyệt đối đừng để Thuần Dương đảo chủ thất vọng nha liễu như yên tự như tiểu ma nữ cái kia chập chờn tâm thần tiếng cười như là ác ma tiếng cười thuần dương tử cũng biết liễu như yên thuần tâm là cố ý làm khó dễ mình nhưng là hắn cũng không thể nói gì hơn đành phải là ngượng ngùng cười một tiếng nhìn lấy thuần dương tử thần thái lý thất dạ cười một tiếng xem xét dạng này một mạng hắn cũng biết là chuyện gì tông chủ đã đến cốt hải nhưng vào lúc này thôn ma tông đệ tử đến đây báo cáo nói đến cốt hải nghe nói như thế liễu như yên các nàng cũng không khỏi vì đó mừng rỡ lập tức đứng lên lý thất dạ cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ hướng mặt trước hải vực nhìn lại lộ ra tiếu dung nhàn nhạt nói ra cốt hải lại phải náo nhiệt lên ở phía trước hải vực tất cả mọi người đường đi đều bị chặn Ngăn trở đường đi chính là từng tòa cao lớn vô cùng sơn phong, những tòa sơn phong này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên xuất hiện ở phía trước hải vực, tự như là phiến phiến môn hộ, lập tức ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Nhìn trước mắt cái này từng tòa cao ngất thẳng vào mây xanh sơn phong. Để cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác, tự hồ, toàn bộ lông yêu hải liền đến này là ngừng. Trước mắt nơi này sơn phong, cũng không phải là dãy núi chập trùng, nó không phải một mảnh sơn lĩnh cũng không phải một đầu dãy núi. Từng tòa sơn phong là một loạt nằm ngang ở lông yêu hải phía trên, sắp xếp theo hình móng ngựa. Ở giữa một loạt sơn phong, có nho nhỏ khe hở, đương nhiên, đầy đối với cao lớn sơn phong mà nói, cái khe hở này là rất nhỏ, nhưng đối với người bình thường, khe hở là 10 phần to lớn, nó thậm chí là có thể có thể chứa đựng thật nhiều thuyền lớn đi song song. Một loạt sơn phong vượt ngang toàn bộ lông yêu hải, mà tại hàng này sơn phong chính giữa phương vị có một cái to lớn lỗ hổng. Tự hồ nơi này cũng từng có một ngọn núi cao, về sau không biết nguyên nhân gì ngọn núi này sụp đổ. Nếu như ngươi đứng tại Long yêu hải trên không trung, tại chỗ cao nhất nhìn xuống trước mắt hàng này thật dài sơn phong thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, hàng này thật dài sơn phong tự như là trăng hàm dưới. Nếu như không phải nói những này trên ngọn núi sinh trưởng không ít hoa cỏ cây cối, như vậy, nhìn kỹ, cái này từng tòa sơn phong thật đúng là có chút giống từng cái răng nếu như trên bầu trời lại có dạng này treo ngược từng dãy sơn phong vậy tuyệt đối sẽ cho người cho rằng đây là trên dưới quai hàm răng về phần trung ương cái kia lỗ hổng để cho người ta nhìn càng giống là thiếu mất răng cửa bất quá rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng đây là một loạt răng bởi vì hàng này thật dài sơn phong là vượt ngang long yêu hải kéo dài dài trăm vạn dặm nó khoảng cách dài đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nếu quả như thật đây là một loạt trăng, như vậy, đây là đáng sợ cỡ nào quái vật khổng lồ, đây quả thực là há miệng ra liền muốn là nuốt vào toàn bộ thiên linh giới. Xuyên qua hàng này thật dài sơn phong, phía trước vẫn là một mảnh mênh mông hải vực, nhưng là, trước mặt hải vực cùng sau lưng lông yêu hải lại không giống nhau. Lông yêu hải nước biển chính là xanh lam vô cùng, tại lông yêu hải, phóng tầm mắt nhìn tới, Chính là sống biết vạn dặm Trước mặt một vùng biển này Nước biển đục ngầu Phóng tầm mắt nhìn tới Một mảnh đục ngầu nước biển Cho người ta một loại không nói được kinh khủng cảm giác Tự hồ Vùng biển này là thông hướng địa ngục Đặc biệt là đứng tại cái này Sắp xếp sơn phong chỗ lỗ hổng thời điểm Càng là bị người một loại đứng tại địa ngục chi môn cảm giác Trên thực tế Dùng địa ngục chi môn để hình dung trước mắt vùng biển này Cũng không phải là quá Đi qua cốt hải người đều biết Trước mắt vùng biển này chẳng qua là Cốt Hải lối vào mà thôi, còn chưa chân chính đến Cốt Hải. Đã trải qua Cốt Hải người khủng bố đều biết, trước mắt cái này cửa vào so với Cốt Hải đến, như vậy, nơi này xác thực chỉ có thể coi là địa ngục chi môn mà thôi, coi là thật tiến nhập Cốt Hải về sau, người mới có thể minh bạch cái gì gọi là kinh khủng. Lúc này ở hàng này thật dài sơn phong cái kia chỗ lỗ hổng đã là có rất nhiều tu sĩ, đội thuyền chờ ở nơi đó mà tại cái khác từng tòa sơn phong ở giữa khe hở ở giữa cũng có rất nhiều tu sĩ cùng đội thuyền ở nơi đó chờ bởi vì tất cả mọi người đang đợi lấy cốt chu không có cốt chu ngươi vĩnh viễn không đi được cốt hải mặc kệ ngươi là dùng bảo vật gì đều không thể vượt qua xem qua trước một vùng biển này lần đầu tiên tới cốt hải người đối với dạng này thuyết pháp cũng không phải là mười phần tin tưởng cho nên gặp chờ đợi lâu như vậy còn không có cốt chu đến đây cũng có chút không kiên nhẫn được nữa liền không nhịn được nói ra vùng biển này thật sự có như vậy không hợp thói thường sao ta bảo thuyền thế nhưng là truyền gia chi bảo ngay cả trầm vũ hà đều có thể lướt qua đi ta cũng không tin ta bảo thuyền không độ được vùng biển này tu sĩ này sau khi nói xong cũng không tin tà thả ra bảo thuyền của mình hắn cái này bảo thuyền đích thật là có không tầm thường lai lịch cả chiếc bảo thuyền đều là thần quang bừng bừng nó bảo thuyền chậm rãi lái vào trước mắt mảnh này nước biển đục ngầu hải vực nhưng là hắn bảo thuyền chạy đến không có một trăm trượng liền bắt đầu chìm xuống tiếp theo là nghe được lỗ oành lỗ oành thanh âm vang lên trong nháy mắt chiếc này bảo thuyền liền lập tức chìm vào trong nước biển trong nháy mắt biến mất không thấy tu sĩ này nhìn thấy mình bảo thuyền nhanh như vậy liền chìm vào trong biển để vị này tu sĩ thấy nghẹn họng nhìn trân trối không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì hắn cái này bảo thuyền là một kiện không tầm thường bảo vật có thể vượt qua thiên hạ hải vực nhưng hiện tại cứ như vậy chìm vào trong nước biển. nhìn thấy mình bảo thuyền hoàn toàn chìm vào trong nước biển, tu sĩ này cũng không khỏi run rẩy một chút. may mắn hắn không có ngồi trên bảo thuyền, nếu không, hắn chỉ sợ là một đầu mạng nhỏ đều chơi xong. cốt hải nơi đó có dễ dàng như vậy đi vào, đừng bảo là ngươi, liền xem như thần hoàng, một khi rơi vào trong nước biển, đều không thể lại đứng lên, sẽ bị sóng sờ sờ chết đuối có một cái lão tu sĩ đối cái này tu sĩ trẻ tuổi nói. Cũng có một vị hải yêu nói ra, cốt hải là có thể chết đuối tất cả mọi người biển, đừng bảo là là ngươi dạng này bảo thuyền, liền xem như tốt nhất nhẹ vũ thuyền đều sẽ chìm xuống. Luận lẫn tránh, luận tịnh hóa, còn có ai sao ra mà vượt tỷ Trần Dương? Tỷ Trần Dương chủ nhân lâm đạo trưởng hắn đích thân đến, đều phải ngoan ngoãn chờ lấy cốt chu. Lâm đạo trưởng vô cấu thể xem như vô địch đi, nhưng là, hắn đều như thế không dám vượt qua vùng biển này, không có cốt chu, ai dám làm loạn. Nghe nói, ngoại trừ hải loa hào bên ngoài, không người nào dám không bằng vào cốt chu tiến vào lông yêu hải. Có tu sĩ không khỏi nói ra. Đúng vậy, hải loa hào ngoại lệ. Có một vị hải yêu cũng không khỏi nói ra, truyền ngôn nói. Hải loa hào thủy tổ hải loa thần từng tại cốt hải chỗ sâu đạt được một nhóm âm cốt ngạc mộc về sau hải loa thần tạo ra được một nhóm có thể vượt qua cốt hải thuyền thuyền. Lâm đạo trưởng cũng tới. Lúc này, có một vị mỹ linh tu sĩ chen vào một câu nói ra. Nào chỉ là lâm đạo trưởng tới, liền là Thái Dương Vương, tốc đạo thiên thần bọn hắn đều tới. Có thể nói, lần này cốt hải chuyến đi, mười phần náo nhiệt. Một vị lão tu sĩ nói ra, đặc biệt là mộng trấn thiên đến, cái này sẽ để cốt hải nhất lên vạn trường gần sống thiên tài quyết đấu sao có người nghe được đương kim thiên tài đều tới không khỏi thì thào nói có đại hiền nói ra một ngày này sẽ tới lâm đạo trưởng bọn hắn ngược lại tốt một chút nghe nói bọn hắn đối thiên mệnh chi tranh không có mãnh liệt như vậy ý nguyện nhưng là tốc đạo thiên thần bọn hắn là có chí tranh đoạt thiên mệnh cuối cùng trận này thiên mệnh chi đoạt tất sẽ bộc phát ai có thể cùng mộng trấn thiên tranh thiên mệnh tốc đạo thiên thần mặc dù cường đại nhưng, hắn hiện tại còn không cách nào cùng mộng trấn thiên tranh chấp. Có Mỹ Linh Cường giả nói ra. Nếu như vậy nói ra, rất nhiều người đều trầm mặt, cứ việc có ít người không muốn đi đối mặt, nhưng, không thể không nói, đây là một sự thật, không có người có tư cách cùng mộng trấn thiên tranh thiên mệnh, chí ít hiện tại là như thế. Hung nhân tới. Ngay tại chỗ lỗ hổng rất nhiều người trầm mặt thời điểm, không biết ai mắc sắc, hét to một tiếng. Rất nhiều người nhao nhao quay đầu nhìn quanh, quả nhiên gặp thôn ma tông cự thuyền chậm rãi lái vào lỗ hổng, bốn phía đội thuyền tu sĩ đều nhao nhao né tránh. Nhường ra một đầu thủy đạo tới. Coi như không bởi vì hung nhân uy danh, chỉ bằng vào thôn ma tông danh hào, cũng đủ có thể khiến ở đây tất cả tu sĩ cùng môn phái nhường đường.